chương 2362, tình hình vực ngoại. 1. Chỉ thấy hai cái lăng tiếu ở cách không xa đồng thời luyện đan, thật để cho bọn họ mở rộng nhãn giới, nội tâm thầm sưng kỳ không thôi. Chỉ là ngắn ngủi trên dưới 10 ngày, lăng tiếu liền trước sau ngưng kết hai khỏa trí tôn thần đan, loại tốc độ thành đan này cực nhanh, đơn giản là để cho người ta vì thế mà chặt lưỡi. Hơn nữa trong quá trình đó không có nửa điểm sai sót, không hủy đi bao nhiêu gốc thần tài, hơn nữa một lần liền ngưng đan thành công, bọn họ dù không thấy qua những trí tôn dược thần khác luyện đan, nhưng mà cũng biết tỷ lệ thành công của bất kỳ luyện dược sư nào luyện đan đều có hạn, đây cũng là nguyên nhân mà mỗi vị luyện dược sư trước lúc thay người khác luyện đan đều thu nhiều phần tài liệu. Lăng Tiếu đem hai khỏa chí tôn thần đan cầm vào trong tay, phân biệt giao cho Dương Hải cùng Bàng Thống Các. "Bàng lão, một lần này cực khổ ngươi rồi, đây là các ngươi nên được." Lăng Tiếu đầu tiên là đối với Bàng Thống Các nói, tiếp theo lại nhìn Dương Hải nói, "Dương lão, ngươi là còn muốn đi theo bên cạnh ta không?" bây giờ cân nhắc rõ ràng vẫn còn kịp bất kể nói như thế nào thông qua tiếp xúc trong chốc lát cảm giác của lăng tiếu đối với hai người bọn họ còn là được nhất là bằng thống các tính tình thẳng thắn không có quá nhiều dục vọng mà dương hải làm người liền linh hoạt khôn khéo nhiều lắm muốn chân chính để hắn thần phụ không phải dễ dàng nếu như hắn không phải thật tâm thần phục lăng tiếu lưu hắn ở bên cạnh cũng không có ý nghĩa gì một chuyến này tác dụng của hắn dù là không phải rất lớn nhưng mà lăng tiếu hắn đã nói là làm nói luyện trí tôn thần đan cho bọn họ liền luyện nhưng là không có nuốt lời dương hải biết bây giờ là lúc hắn lựa chọn một khi lựa chọn nhưng liền không có cơ hội quay đầu rồi bằng không lăng tiếu ngày sau thế lớn mà hắn phản bội lăng tiếu thiên vực kia dù lớn khẳng định liền không có chỗ dung thân cho hắn bởi vì lực hiệu triệu của trí tôn dược thần là vô cùng kinh khủng đấy dương hải chỉ là hơi trần trừ một chút liền lập tức không người đáp dương thần chủ nhân dương hải nguyện ý cả đời chỉ phụ ngươi là chủ đi theo bên cạnh chủ nhân Lăng Tiếu rất hài lòng với chuyển biến này của Dương Hải, lập tức gật đầu nói: "Tốt, ngày sau ngươi liền ở lại bên cạnh ta thay ta làm việc, nếu như có lúc ngươi thật muốn rời khỏi thì tùy thời đều có thể, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Lăng Tiếu thu Dương Hải chỉ là nhiều thêm một phần lực lượng, là sẽ không đem hắn trở thành tâm phúc để đối đãi đấy. Dương Hải tất nhiên sẽ không phản bội chủ nhân. Dương Hải trịnh trọng nói: "Hắn cũng hiểu được muốn lập tức lấy được tín nhiệm của Lăng Tiếu, hoàn toàn là không thể nào, đây hết thảy đều cần hắn lấy hành động thực tế đi chứng minh." lăng tiếu lại đối với lăng thần nói đại ca ngươi vừa tiến giai cảnh giới trí tôn không lâu hơn nữa đã dùng qua một lần trí tôn thần đan rồi lại dụng nữa cũng không có hiệu quả gì sau này tiến giai đều phải dựa vào một mình ngươi tin tưởng lấy thiên phú của ngươi hết thảy những thứ này không phải là vấn đề lăng thần cười sang sna nói ha ha đây là tự nhiên đại ca đột phá cả đời này nhưng rất ít mượn đan dược dù không được biến thái như tiểu tử ngươi nhưng mà ta nói như thế nào cũng từng là một đời kiêu tử mục tiêu bây giờ của ta nhưng là vạn năm sau phải trùng kích trí tôn bảng lăng tiếu chân thành nói ta tin tưởng đại ca nhất định có thể làm được đấy trên trí tôn bảng đều là tồn tại cường địa nhất ở bên trong thiên vực một người đều đại biểu cho tồn tại cơ hồ vô địch hậu thế đây nhưng là mộng tưởng cả đời của trí tôn thủy thần người nào có thể bước lên bảo tọa kia tất nhiên là thời khắc vinh dự nhất cả đời rồi lăng thần hiện nay chỉ là đê cấp trí tôn thủy thần hắn bây giờ liền có loại hùng tâm tráng trí này Phần trí khí này nhưng là không nhỏ a. À. Dương Hải cùng Bàng thống các ở một bên nghe thấy thì không có nửa điểm ý tứ xem thường, ngược lại cảm thấy Lăng Thần rất có loại khả năng này. Bởi vì chiến lực của Lăng Thần dù không biến thái bằng Lăng Tiếu, nhưng mà tuyệt đối không kém bao nhiêu. Một khi đã trở thành cao cấp trí tôn thủy thần, nhất định là loại cường hãn nhất ở bên trong đồng giai. Bất quá ở trong lòng bọn họ, Lăng Tiếu trở thành tồn tại trên trí tôn bảng có khả năng nhiều hơn. Bởi vì càng là kiến thức được sự cường đại của Lăng Tiếu càng là nhìn không thấy sâu cạn của hắn cảm thấy lăng tiếu phẳng phất có thần lực cùng lá bài tẩy dùng mãi không hết dùng đến bất tận đoàn người bọn họ ở chỗ này ước chừng một năm rốt cuộc là rời khỏi vạn yêu xâm lâm rồi sau khi ra khỏi vạn yêu xâm lâm trừ lăng tiếu ra những người khác đều là nặng nề thở ra một hơi bọn họ cảm khái lại có thể từ trong vạn yêu xâm lâm được so với một trong những cấm địa còn sống mà đi ra hơn nữa còn thu hoạch được không ít thần vật kiến thực được những yêu vật kinh khủng kia coi như là chuyến đi này không tệ rồi bàng thống các đầu tiên là cáo từ với lăng tiếu, lăng dược thần, chúng ta liền phân khai, ngày sau nếu có chuyện gì cần, ngươi phái người đi đến khai phong địa giới khoát hương các thông trì một tiếng, lão bàng ta tuyệt đối không nói hai lời. Có lời này của ngươi liền đủ rồi, lúc này từ biệt. Lăng tiếu vui mừng mà chắp tay nói. Có thể kết giao được trí tôn thủy thần thẳng thắn trọng tình nghĩa như bàng thống các, hắn cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Lúc này bàng thống các lại cùng lăng thần và Dương Hải nói một câu từ biệt, mới lướt lên trên cửu thiên trực tiếp bay đi nhìn bộ dạng rời khỏi hết tốc lực cũng biết hắn là một lòng rời đi rồi đi chúng ta cũng trở về đi thôi lăng thần nói lăng tiếu gật gật đầu liền mang theo dương hải cùng lăng thần một đường trở về thiên long môn rồi lại nói trên đường đi lăng tiếu thì là hướng dương hải hỏi một chút tình huống của vực ngoại thực lực của dương hải mặc dù chỉ là đê cấp trí tôn nhưng mà hắn đạt tới cảnh giới này đã mấy vạn năm rồi cũng đi lại vực ngoại một đoạn thời gian muốn tìm kiếm được một chút cơ duyên chỉ là đáng tiếc thực lực có hạn lại là không có thu hoạch quá lớn ngược lại là bị những nguy hiểm của vực ngoại kia dọa sợ đến trở về trong thiên vực lăng thần đối với tình huống của vực ngoại cũng muốn hiểu rõ một chút cũng nghe được dương hải nói đến xưng kỳ tuy nói bọn họ đều có thể tùy thời chạy đến vực ngoại nhưng mà bọn họ đối với không gian vực ngoại kia đều không biết nhiều thứ nếu như không cẩn thận mà đặt chân vào một ít hiểm địa cho dù bọn họ là trí tôn cũng chỉ là một cái tử lộ rồi cho nên nghe một chút những thứ mà dương hải thấy được nghe được đối với bọn hắn ngày sau xông ra vực ngoại sẽ có trợ giúp lớn lao. Sau khi Lăng Tiếu cùng Lăng Thần nghe được giải thích của Dương, Hải, đối với vực ngoại kia càng thêm tràn đầy tò mò, rất muốn để xuống hết thảy mà đi ra bên ngoài xông pha một phen rồi lại nói. Chương 2363, tình hình vực ngoại. 2. Vực ngoại có vô số không gian, lục địa không gian, loạn lưu không gian, ngũ hành không gian, hắc động không gian, lôi điện từ trường. Rất nhiều không gian đều tràn đầy lực lượng cùng kỳ vật không giống nhau, có rất nhiều không gian giống như chết, cũng có không ít không gian có sinh vật chủng tộc, càng nhiều chính là có rất nhiều thần vật chưa thấy qua, lại không khuyết thiếu những đỉnh cấp trí tôn thần tài đã tồn tại mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm trở lên. Chỉ là ở trong các loại không gian này đều sẽ tràn đầy các loại nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn rồi. Mặt khác, chạy tới vực ngoại còn có một nguy cơ rất lớn, đó chính là vấn đề về phương hướng. Rất nhiều người ở vực ngoại nếu là lạc đường mất phương hướng, không có cách nào lại phân biệt được phương hướng trở lại thiên vực, như vậy tuyệt đối muốn vĩnh viễn ở lại không gian vực ngoại mà sinh tồn rồi. Từ Cố Chí Kim đã có không ít chí tôn thủy thần bị lạc ở vực ngoại, mà không cách nào trở về bên trong thiên vực được. Đương nhiên, càng nhiều là vẫn lạc ở vực ngoại không gian, vĩnh viễn không cách nào mai táng ở Cố Thổ. "Lão Dương, ngươi có nghe nói qua ở không gian nào có thủy nguyên thạch hay không?" Lăng Thần hướng Dương Hải ở một bên hỏi. Dương Hải cười khổ một cái lắc lắc đầu nói: đường mà ta đi qua cũng là đường mà tiền nhân đã đi nếu là có thủy nguyên thạch cũng sớm bị người khác lấy rồi đương nhiên có một chút cấm địa không gian ta cũng không dám vào có thể ở trong chút ít không gian cấm địa này sẽ tồn tại đi cái này ai lại biết rõ được lăng thần lộ ra vẻ cảm khái nói người nói vậy cũng đúng nếu như là có thủy nguyên thạch từ lâu đã bị đào móc đi làm gì còn đến lượt chúng ta dương hải có chút ngạc nhiên mà hỏi kim tộc các ngươi là tinh tu kim thuộc tính làm sao lại muốn thu thập những thủy nguyên thạch thuộc tính khác dương hải cũng biết lời này có chút mạo muội nhưng mà hắn đã đem mình trở thành người hầu của lăng tiếu rồi nếu như có thể có cơ hội thay lăng tiếu gánh vác một chút chuyện trong khả năng cũng là nên chúng ta tất nhiên là có đại tác dụng bất kể là loại thủy nguyên thạch nào chúng ta đều cần nếu như ngươi có bằng hữu biết được chỗ nào có thủy nguyên thạch hạ lạc ngươi liền cho chúng ta biết đi lăng tiếu lên tiếng nói lăng tiếu tự nhiên không thể nào cái gì cũng đều nói rõ cho dương hải được bởi vì quan hệ trong này rất nhiều không thể phát sinh cái sai lầm gì Dương Hải do dự một chút nói, kỳ thật bản thân ta là biết chỗ nào có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính. Cái gì? Làm sao ngươi còn không sớm nói ra? Lăng Tiếu cùng Lăng Thần đều là mang theo vẻ bất mãn kinh hô. Dương Hải lộ ra vài phần ngượng ngùng nói, cho dù ta biết là có nhưng mà, cũng không dám dễ dàng nói ra, nhưng mà bây giờ ta lựa chọn đi theo chủ nhân tự nhiên sẽ không lại giấu giếm. Nữa rồi, ngừng một chút hắn lại nói, kỳ thật mộc văn tộc hẳn là có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính lăng tiếu cùng lăng thần nghe dương hải nói xong nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị rồi mộc văn tộc có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính đây đối với một ít siêu cấp mà nói cũng không phải là cái bí mật gì bọn họ còn biết mộc văn tộc có chấn tộc thần thụ cửu thải lung linh thần thụ đấy dương hải nhìn bộ dạng như vậy của lăng tiếu cùng lăng tiếu cũng không cảm thấy rằng không có thú vị mà là tiếp tục nói người của mộc văn tộc thần bí nhất giống với dực nhân tộc đều là không thích ở chung với những nhân tộc khác cho nên bọn họ luôn luôn không có bằng hữu muốn từ trong tay bọn họ thu được thủy nguyên thạch kia tuyệt đối là không thể nào, nhưng mà lão Dương ta đã từng là dòng binh vương, ở trong rất nhiều cổ sơn mạch sông pha qua, có một lần ngoài ý muốn cứu được một gã bằng hữu là người của Mộc Văn tộc, cũng may mắn đi vào Mộc Văn tộc một chuyến. Nói đến chỗ này, Lăng Tiếu cùng Lăng Thần trong nháy mắt thần sắc trở nên kinh ngạc, đều là song song nhìn chằm chằm vào Dương Hải. Lăng Tiếu lại càng trầm giọng nói, "Lão Dương, ngươi thật cùng Mộc Văn tộc có giao tình?" dương hải đáp là một chút giao tình nhưng mà cũng không phải là rất sâu ta cũng không có biện pháp để bọn họ lấy ra thủy nguyên thạch a lăng thần ở một bên có chút kích động nói có giao tình là tốt rồi chỉ cần có thể gặp được tộc trưởng của mộc văn tộc chúng ta có thể cùng bọn họ giao dịch a đúng vậy dương lão việc này ngươi phải giúp chúng ta a lăng tiếu lập tức nói lời của dương hải đích xác là sự thật hắn từng ở trong một chỗ cổ sơn mạch cứu qua con của tộc trưởng mộc văn tộc vì thế nhận được hữu nghị của mộc văn tộc Hắn cũng là có may mắn được đi vào tộc địa của Mộc Văn tộc một lần. Mộc Văn tộc sinh tồn ở trong chỗ sâu cổ sơn mạch cực kỳ nổi danh ở Thiên Long địa vực, nơi đó gọi là Linh Lung sơn mạch. Nơi đó không phải là cấm địa gì nhưng mà ở chỗ sâu nơi đó lại đã sớm bị trí tôn của Mộc Văn tộc dùng cấm chế cường đại cách tuyệt rồi, không đạt tới cảnh giới trí tôn thủy thần. Đừng mong có thể tìm được tộc địa của bọn họ, mà coi như là trí tôn thủy thần biết được bọn họ ở chỗ nào cũng không dám cứng rắn xông vào mộc văn tộc là một chủng tộc điệu thấp sống xa mọi người nhưng đây chính là một trong những cổ tộc bọn họ có thể tồn tại từ viễn cổ đến bây giờ so với những tộc loại như hồn tộc u hồn tộc đều phải lâu hơn nội tình kia có thể nghĩ được nghe nói người trong mộc văn tộc đều có lung linh tâm có thể cảm nhận được tâm tư tốt xấu của người khác đối với bọn họ cũng chính là bởi vì mộc văn tộc từng cùng với nhân tộc khác tiếp xúc hiểu rõ tâm tư hiểm ác của những nhân tộc khác mới lựa chọn cách tuyệt nhân thế rất ít khi xuất hiện ở trong thành trì của nhân tộc khác loại tính cách của dương hải lại có thể thu được tiếp kiến của mộc văn tộc trở thành bằng hữu thật sự là khó được a à. kim tộc từng phái người đi tới mộc văn tộc nghĩ biện pháp đổi lấy thủy nguyên thạch mộc thuộc tính chỉ tiếc là bị người của mộc văn tộc vô tình cự tuyệt kim tộc dù hào xưng là cổ tộc cường đại nhất thiên long địa vực nhưng mà lại cũng không dám cường hành cướp bóc a à. hôm nay lăng tiếu cùng lăng thần nghe được dương hải cùng mộc văn tộc có tầng quan hệ này tự nhiên là hy vọng có thể lợi dụng tốt Huống chi Dương Hải nếu là không có nắm chắc tiếp xúc với người của Mộc Văn tộc, cũng sẽ không nói hồ loạn. "Chủ nhân, ta giúp các ngươi đến gặp người của Mộc Văn tộc là có thể, nhưng mà có thể hay không để bọn họ đem thủy nguyên, thạch mộc thuộc tính giao dịch với các ngươi thì ta cũng không dám nói trước." Dương Hải trước tiên đem lời xấu nói ra trước. Hắn dù muốn giúp Lăng Tiếu, nhanh chóng lấy được tín nhiệm của Lăng Tiếu, nhưng mà cũng không dám làm thái quá a. À. Chương 2364: Thương nghị chuẩn bị đi đến Mộc Văn tộc. "Ừ, không vấn đề gì." chỉ cần có thể gặp được người của mộc văn tộc mọi chuyện đều dễ nói lăng tiếu mừng rỡ đáp lăng thần cũng ở một bên kích động nói chúng ta liền nhanh chóng phản hồi về trong tộc cùng với những trưởng lão khác thương nghị một phen xem bọn hắn nói như thế nào ngay lập tức ba người tăng thêm tốc độ trở về thiên long môn vừa mới trở lại bên trong thiên long môn dương hải đã bị lăng tiếu lưu lại trên sơn phong của hắn sau đó lăng tiếu cùng lăng thần thì là nhanh chóng chạy về trong tộc lúc này kim tộc tộc trưởng lăng bắc cùng với đại trưởng lão lăng khâu đã xuất quan rồi trạng thái của bọn họ cực tốt trên khuôn mặt mang theo nụ cười hài lòng nhìn ra được bọn họ đều bởi vì đột phá mà cảm thấy vô cùng cao hứng a à. khi bọn họ lần nữa nhìn thấy lăng tiếu trong con mắt đều là vẻ hiền lành hết sức nghe nói hai tiểu tử lớn mật các ngươi lại chạy đến vạn yêu xâm lâm thật là không biết chữ chết viết như thế nào a à. đại trưởng lão lăng khai a mang theo vài phần chỉ trích nói hai người trước mắt đều là hậu bối xuất sắc nhất của kim tộc bọn họ Bọn họ tuyệt đối không hy vọng hai người này xảy ra chuyện gì Lăng thần dẫn đầu đứng ra nhận lỗi nói Đại trưởng lão, muốn trách thì ngươi cứ trách ta đi Là ta yêu cầu tiếu đệ đi theo ta Lúc này lăng bác cũng lên tiếng nói Thần Nhi A, à, xuất phát điểm của ngươi là vì tốt cho trong tộc Nhưng mà ngươi không có nghĩ qua tiếu Nhi là hy vọng của mọi người bên trong tộc ta Làm sao ngươi có thể mang hắn cùng đi mạo hiểm được Lần sau lại thế này nữa tuyệt phạt ngươi không nhẹ Lúc lăng thần đi đến vạn yêu xâm lâm liền hối hận mang theo lăng tiếu cùng đi rồi xác thật như lời của tộc trưởng lăng tiếu là hy vọng của kim tộc bọn hắn là tân tinh trói mắt nhất trong thiên long môn là hy vọng của mọi người nếu như xảy ra chuyện gì hắn chính là tội nhân trong tộc a vâng thần nhi biết sai thỉnh tộc trưởng cùng đại trưởng lão trách phạt lăng thần khom lấy thân thể hết sức thành khẩn mà nhẫn lỗi nói lúc này lăng tiếu lên tiếng nói tộc trưởng đại trưởng lão các ngươi cũng đừng quở trách đại ca nữa là ta yêu cầu đi theo hắn dù sao bây giờ chúng ta đều trở về rồi lại không có tổn thất gì việc này coi như xong đi tiếu nhi a à, ta sớm đã nói với ngươi bây giờ một thân ngươi quan hệ đến phát triển lớn mạnh ngày sau của toàn tộc chúng ta tuyệt đối không thể làm việc không suy nghĩ càng không thể lấy thân phạm hiểm trong vạn yêu xâm lâm nhưng là hiểm địa của yêu vật cao giai thánh thú thực lực của các ngươi dù không sai nhưng mà ở chỗ này tuyệt đối không phải là các ngươi bây giờ có thể xông vào được lần này có thể bình an trở về coi như là các ngươi có vận khí tốt lăng bắc tận tình khuyên bảo mà nói lăng khâu cũng ở một bên nói đúng vậy a à, những loại chuyện này ngày sau cho dù chúng ta những lão cốt đầu này tự thân đi động thủ cũng tuyệt đối không thể để ngươi đi mạo hiểm nếu như là để bọn họ biết lăng tiếu cùng lăng thần hai người không chỉ ở trong vạn yêu xâm lâm sông pha hơn nửa năm còn diệt mấy đại hung yêu không biết bọn họ còn có thể nói như vậy hay không lăng tiếu cũng biết bọn họ nói như vậy là vì tốt cho hắn nhưng mà hắn luôn luôn chính là một người không an phận để hắn một mực sống ở chỗ này là một cái trí tôn dược thần được vạn người kính ngưỡng không cần phải đi làm chuyện gì, chỉ sợ đều muốn trực tiếp bị nhàm chán mà chết đi rồi. Bây giờ Lăng Tiếu cũng không muốn phản bác bọn họ, nghe qua cũng liền quên đi. Lăng Tiếu đổi chủ đề nói, "Tộc trưởng, đại trưởng lão, lần này chúng ta đến tìm các ngươi chủ yếu là có một việc muốn cùng các ngươi thương nghị một chút." Tiếp theo hắn liền đem tin tức mà Dương Hải quen biết với người của Mộc Văn tộc, có thể cùng Mộc Văn tộc nói chuyện báo cho hai người bọn họ. Hai người nghe được tin tức này lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Lăng bác nói, bằng hữu kia của ngươi có nắm chắc mang theo chúng ta gặp được Mộc Văn, tộc tộc trưởng hay không? Phải biết, rằng lần trước chúng ta phái những trưởng lão khác đi còn bị bọn họ đóng cửa đó. Hắn nói có thể gặp mặt, nhưng mà thành công hay không vẫn phải dựa vào chúng ta. Lăng tiếu đáp, tiếp theo hắn lại nói, nếu như chúng ta thật có thể gặp được bọn họ, liền phải lấy ra thành ý mười phần, hơn nữa tốt nhất là có thể hợp ý, lấy ra thứ bọn họ muốn mà đổi lấy thần vật chúng ta cần, bằng không muốn đổi thủy nguyên thạch của bọn họ tuyệt đối không dễ dàng. Lăng thần ở một bên cười nói, cũng đúng, chỉ cần lấy ra được thần vật mà bọn họ muốn, mới có thể đả động được bọn họ. Các ngươi nói đều có đạo lý, chỗ mấu chốt là có ai biết bọn họ sẽ thiếu cái gì đây. Bọn họ là chủng tộc tinh tu mộc thuộc tính, nhưng là bọn họ cũng không thiếu thần vật mộc tho di xê tính, còn có cửu thải linh lung thần thụ giúp đỡ, trừ phi có thể lấy ra một loại thần thụ chi vật khác, cùng bọn họ trao đổi mới còn có khả năng. Lăng bác trầm giọng nói, đúng vậy a. À tộc bọn họ nhưng là so với kim tộc ta còn có lịch sử lâu đời hơn, nội tình vô cùng cường hãn, cũng không thiếu thần vật gì a." À. Lăng Khâu cũng là cảm thán nói, "Ta cũng không tin bọn họ không thiếu hụt cái gì, thật sự không được liền để Tiếu Đệ thay bọn họ luyện thêm mấy khỏa trí tôn thần đan, bọn họ tổng chung quy là sẽ động tâm đi." Lăng Thần có chút không cho là đúng nói. Lăng Tiếu cũng là nghe được lời kia của Lăng bác, tâm tư động một chút, một loại thần thụ chi vật khác sao, chẳng lẽ thật muốn ta lấy ra bất tử chi tâm đi đổi sao? bất tử tri tâm chính là chỗ lực lượng căn nguyên của bất tử thụ tin tưởng lấy ra người của mộc văn tộc nhất định sẽ cảm thấy hứng thú nhưng mà lăng tiếu ít nhiều có chút không nỡ đây nhưng là lễ vật cuối cùng là lục ông cho hắn a à. hơn nữa lão còn nói thêm là hắn còn có một chàng đại kiếp cần có bất tử tri tâm này để tránh kiếp nạn bất kể rồi những năm này đều đi tới đây rồi có cái kiếp nạn gì mà ta tránh không được đây trước cầm đi đổi thủy nguyên thạch cứu ra lão tổ tông rồi lại nói lăng tiếu hạ định quyết tâm mà thầm nghĩ chúng ta có lẽ có thể đàm phán với bọn họ một chút, ta có một loại thần thụ chi vật khác. Tiếu nhi, đây nhưng là thật sự. Lăng bác cùng lăng khâu đều là nhất tề kinh hô. Lăng tiếu gật gật đầu nói, ừ, chuyện này ta đương nhiên sẽ không nói dỡn rồi. Lăng thần ở một bên đã là tin lời của lăng tiếu, hắn cũng có thể khẳng định khỏa lục thụ cắm rễ ở trong vạn yêu, xâm lâm kia tuyệt đối chính là một trong chín đại thần thụ. Chỉ là hắn cũng không cách nào phân biệt ra được đó là loại thần thụ nào mà thôi chương 2365, giúp mẫu thân để thăng thực lực một. Tốt lắm, chúng ta liền đi đến Mộc Văn tộc cùng bọn họ đàm phán một chút, mặt khác chúng ta phải chuẩn bị các loại chí tôn thần tài mộc thuộc tính, chỉ cần bọn họ cần đến thì hết sức thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, cần phải đem thủy nguyên thạch giao dịch được. Lăng Bắc Vũ bàn nói, tiếp theo lại nói, Tiếu Nhi, ngươi đi về trước hỏi bằng hữu kia của ngươi một chút, xem hắn có biết Mộc Văn tộc cần nhất cái gì hay không, chúng ta trước tiên làm tốt chuẩn bị rồi lại nói. Vâng tộc trưởng, Lăng Tiếu đáp một tiếng, lập tức xoay người trở về bên phía Thiên Long Môn, trở lại trên sân phong của hắn, Lăng Tiếu lại lần nữa triệu kiến Dương Hải, hướng hắn hỏi một chút tình huống tỉ mỉ về Mộc Văn tộc. Dương Hải cũng là đối với Lăng Tiếu biết thì nói hết, đem những thứ hắn biết đến đều nói ra. Dương Hải đối với Mộc Văn tộc so với bọn hắn hiểu rõ hơn một chút, nhưng là những tin tức này cũng có tác dụng không phải là rất lớn. Đáng giá duy nhất cho Lăng Tiếu trọng thị vẫn là một điểm người của Mộc Văn, tộc có thể cảm ứng ra tâm tư của người khác nếu là hơi chút để bọn họ cảm ứng đến ý bất mãn vậy tuyệt đối là trực tiếp trở mặt không nhận người cho nên đàm phán lần này tốt nhất là phải cân thành thật ý không thể làm ra cái sai lầm gì tuyệt không thể giao cho người có tâm kế rất nặng đi làm là người thì ai cũng có một điểm tâm cơ nếu là không có dục vọng sẽ bị người khác tính kế rồi bất quá thẳng thán đàm phán cũng là có thể làm được việc này phải cẩn thận mới được tuyệt đối không thể mang theo quá nhiều người đi hai ba người đi tới đó liền không sai biệt lắm lăng tiếu thầm tính toán ở trong lòng bỗng dưng hắn nghĩ đến một đạo bóng dáng xinh đẹp tiếp theo thoáng qua vài phần cười nhạt nói có lẽ cô nàng kia có thể giúp ta một chút lăng tiếu cũng không có lập tức hành động mà là lưu ở trên sơn phong hảo hảo ngây ngốc mấy ngày hắn trực tiếp tìm được mẫu thân mộng tích vân tính toán đem một phần hậu lễ cho nàng mộng tích vân như cũ là bộ dạng thiếu phụ nàng có nhi tử xuất sắc như vậy dung nhan muốn già đi cũng khó a à. bất quá thiên phú tu luyện của nàng cũng không phải là rất xuất chúng hơn nữa nàng cũng không có cố gắng giống như những người khác dù có các loại tư nguyên của Lăng Tiếu phụ giúp, nhưng mà nàng đến bây giờ còn chỉ là tu vi Huyền Đế đỉnh phong mà thôi, cách thành thánh đều có một cự ly không ngắn a. À. Bởi vì có một chút cảnh giới cũng không phải là đan dược có thể để cho người ta trực tiếp đột phá được, giống như đạt tới thánh giả trở lên còn cần. Đối với lực lượng đẳng giai có cảm ngộ nhất định mới có thể mượn trợ giúp của đan dược, mà tiến giai. Những nàng dâu kia đều là đang thay nàng cảm thấy lo lắng, nhưng mà nàng hết lần này đến lần khác vẫn đều không thèm để ý nàng từng chỉ là một cái huyền sĩ nho nhỏ, có thể đạt tới cấp bậc huyền đế, này đã là để nàng cảm thấy khó có thể tưởng tượng rồi, cũng không hy vọng xa vời nhiều lắm. Huống chi bây giờ nàng cũng là cùng mấy tôn nhi ở chung một chỗ đã là quen rồi, đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ rồi. Tiếu nhi, hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến gặp mẹ rồi. Mộng tích vân mang theo vẻ mặt vui mừng nói, bây giờ tôn nhi đều trưởng thành rồi. Đều không cần nàng quan tâm, nàng cũng là thanh nhàn đến có chút buồn bực. Mẹ, cha ở đâu rồi, Lăng Tiếu kêu lên một tiếng, lại thuận miệng. Hỏi. Mộng Tích Vân tức giận nói. Đừng nhắc đến hắn, bây giờ là chán ghét lão bà ta rồi. Giống như là tiểu tử ngươi, cơ hồ là vài năm mới thấy mặt một lần. Có thể đều đem hoàng kiểm bà ta đều quên rồi a. À. Lăng Tiếu đến bên cạnh Mộng Tích Vân cười nói. Ai dám nói mẹ ta là hoàng kiểm bà, người nói nhất định là mắt mù rồi. Mẹ nhưng là so với cô nương 20 tuổi còn xinh đẹp hơn đó. Mộng Tích Vân cười đến nở hoa nói. Ngươi tiểu tử này chính là giỏi nhất làm người ta vui vẻ, khó trách ngươi tìm nhiều con dâu tốt như vậy a à. ngừng một chút nàng lại nói tiếu nhi người bây giờ chỉ có thiên nhi duyệt nhi oanh nhi hai cái nhi tử cùng một nữ nhi ngươi cảm thấy hài lòng rồi sao thiên nhi nhất định là có tiền đồ tương lai nhất định không kém ta duyệt nhi cũng đã chữa được bệnh xấu rồi thành tựu tương lai không bằng thiên nhi nhưng mà cũng không kém oánh nhi sớm muộn phải lập gia đình chỉ là nàng bây giờ nhãn giới không thấp a à. không biết nàng sẽ coi trọng vị trắng niên tài tuấn nào có ba bọn họ là ta hài lòng rồi a à huống chi còn có lăng vũ cùng lăng trạch hai tiểu ra hỏa kế thừa tất cả của ta cũng đầy đủ rồi lăng tiếu thuận theo mà đáp hài lòng cái đầu ngươi a à, ta và cha ngươi liền có mỗi cái nhi tử ngươi mà ngươi cùng cha ngươi đều là tu luyện cuồng hàng năm đều không ở bên cạnh mẹ bây giờ thiên nhi duyệt nhi bọn họ đã lớn lên rồi liền ngay cả tiểu vũ cùng tiểu trạch cũng không còn nhỏ rồi một người đều không ở bên cạnh mẹ mẹ rất phiền muộn a à. mộng tích vân nhẹ thở dài nói mẹ cứ yên tâm đi, duyệt nhi cũng là nên thành thân rồi, xem hắn có cô nương nào vừa ý hay không, ta liền để cho hắn lập tức thành thân, lại cho ngươi vài cái tầng tôn nhi, tầng tôn nữ, ngươi cũng không còn thanh nhàn như vậy nữa a. À. lăng tiếu cười nói, hắn một mực đều biết rõ mẫu thân của hắn rất muốn chơi với hài tử, lại nghe ngữ khí bây giờ của nàng, cho nên mới nói ra kiến nghị này. lời dù nói như vậy, nhưng là duyệt nhi giống như tính tình phong lưu, lại là không trung tình, từ trước tới giờ không thấy hắn đem cô nương nào đến cho ta gặp mặt chỉ sợ muốn hắn thành thân cũng chỉ là miễn cưỡng thông qua không có chỗ tốt gì a à. mộng tích vân cảm thán nói lăng tiếu lại nói ta đây để cho thiên nhi cùng nguyệt mai lại sinh một đôi long phượng thai cho ngươi chơi đùa một chút ngươi cho là long phượng thai thật dễ sinh như vậy a à. hơn nữa thiên nhi cũng giống như ngươi đều là vài năm mới gặp được hắn muốn để hắn và nguyệt mai sinh con không biết phải chờ đến khi nào mộng tích vân nói ngừng một chút nàng nhìn chằm chằm vào lăng tiếu nói tiếu nhi ngươi nhiều nàng dâu như vậy chúng nữ kỳ thật mỗi người đều muốn có hài tử nếu không ngươi lại cho ta thêm mấy tôn tử tôn nữ như vậy mẹ cũng không còn tịch mịch thanh nhàn như vậy nữa a à. ánh mắt của mộng tích vân thấu ra chờ đợi vô hạn loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào lăng tiếu để hắn cảm thấy đều dựng tóc gáy lên rồi kỳ thật cái vấn đề này hắn đã sớm nghĩ qua rồi chỉ là hắn không có hỏi qua chúng nữ mà chúng nữ cũng không nói với hắn huống chi bây giờ tôn tử tôn nữ cũng đã lớn như vậy rồi lại muốn hài tử những cái bối phận này cũng thật là đủ loạn đi Mẹ, lời này chúng ta nói thì có thể, đừng nói với bọn họ. Nếu như lại cùng bọn họ sinh a ít tử vậy thì đều loạn rồi. Lăng Tiếu có chút ngượng ngùng nói. Chương 2366, giúp mẫu thân để thăng thực lực 2. Đây có cái gì loạn? Không phải đều là con của ngươi. Đời sau của Lăng gia chúng ta sao? Mộng Tích Vân lớn tiếng nói, ngừng một chút lại nói, Tiếu Nhi, ngươi không biết nữ nhân a, à? đến độ tuổi nhất định ai mà không muốn có một hài tử ở bên cạnh. Trước kia nhìn bộ dạng của Vũ Tích hân nhi bọn họ hâm mộ vận nhi cùng thải hàng nguyện ta biết là chúng nữ cũng đều muốn có hài tử chúng nữ nhất định nguyện ý muốn chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để cho chúng nữ cả đời đều chỉ vì ngươi mà sống sao ngươi không thể ích kỷ như vậy a à. mộng tích vân dạy bảo chí tôn dược thần lăng tiếu duy nhất của thiên long địa vực để cho chí tôn dược thần này một điểm thở mạnh cũng không dám thở ra thật sự là để cho người khác mở rộng tầm mắt a à. lăng tiếu nghe lời của mẫu thân hắn cũng cảm thấy có vài phần đạo lý trong lòng nghĩ lại có lẽ thật nên cùng các nàng hào hảo hàn huyên một chút về cái vấn đề này rồi. Bởi vì hắn thường xuyên ở bên ngoài, không có ở bên cạnh chúng nữ. Nếu như chúng nữ có hài tử, có lẽ lúc hắn không có ở đây sẽ có ký thác cùng an ủi tốt hơn. Lăng tiếu cùng mộng tích vân nhàn dỗi nói chuyện một hồi, mới trở về chủ đề chính nói. Mẹ, việc này ta sẽ cùng các nàng hào hảo thương lượng một chút, ta bây giờ có đồ vật đưa cho ngươi. Vừa nói đồng thời lăng tiếu liền đeo mặc liên tiên hà lấy được từ địa bàn của quỷ thủ yêu đem ra, đưa đến trước mặt Mộng Tích Vân. Tiếu Nhi, đây là thần vật gì cư nhiên kỳ diệu như thế? Mộng Tích Vân biết mỗi lần nhí tử nàng đều sẽ mang đến cho nàng đồ vật bất phàm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thần kỳ như thế. Chỉ thấy oan nhân chi khí huyền phù ở trên mặc liên tiên hà, giống như là tiên nữ đang nhảy múa, thực sự là dụ nhân trí cực. Đây là mặc liên tiên hà, là một loại thần vật cho dù là thủy thần đều vì thế mà động lòng, cũng chính là thần vật thích hợp cho mẹ tu luyện. Lăng Tiếu giải thích nói. Mộng Tích Vân lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ai yêu, Tiếu Nhi, ta biết người hiếu thuận, nhưng mà thần vật trước kia người cho ta đều còn chưa dùng được bao nhiêu đâu. Người cho ta thần vật quý giá như vậy ta cũng chỉ là lãng phí mà thôi, người vẫn là giữ lấy cho chính mình dùng đi. Cảnh giới của Mộng Tích Vân không cao nhưng mà kiến thực lại không cạn rồi, loại thần vật này dựa vào cảnh giới hiện tại của nàng hấp thu, chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí rất lớn, đạo lý này nàng vẫn hiểu đấy. Mẹ, nó là thủy mộc song thuộc tính, phù hợp nhất với ngươi, đương nhiên một mình ngươi hấp thu có thể sẽ có chút lãng phí ta tính toán để vận nhi cùng vũ tích cùng ngươi đem lực lượng của nó hấp thu hết đó hẳn là được rồi lăng tiếu nói trước khi hắn lấy ra mặc liên tiên hà đã nghĩ kỹ biện pháp rồi cảnh giới của mẫu thân hắn xác thật có hạn nếu là hấp thu trí tôn thần tài này tuyệt đối là lãng phí lực lượng rất lớn nhưng mà thêm phượng tiêm vận tinh tu mộc thuộc tính cùng bạch vũ tích tinh tu thủy thuộc tính cùng nhau hấp thu tin tưởng có thể phân phối được không sai biệt lắm huống chi hắn cũng ở một bên thay bọn họ hộ pháp tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ xảy ra đường dễ gì đấy. Mộng tích vân lộ ra vẻ do dự, nàng nhưng là biết loại thần vật này cực độ khó gặp, cho nàng dùng lộ ra vẻ đại tài tiểu dụng A. Mẹ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nhi tử ngươi bây giờ nhưng là trí tôn dược thần, muốn cái thần vật gì mà không có, vẻn vẹn là mặc. Liên tiên hà này ta còn có vài gốc. Lăng tiếu nói một tiếng, lại lấy ra mấy gốc mặc liên tiên hà khác cho mộng tích vân nhìn một chút. Lúc này mộng tích vân mới cười nói, được rồi, một mảnh hiếu tâm của con ta, Mẹ liền thu lấy rồi, thực lực của ta cũng là nên đề thăng rồi, miễn cho càng già càng kéo chân các ngươi." Lăng Tiếu thấy Mộng Tích Vân đồng ý mới thở ra một hơi, cũng lộ ra vui vẻ không ít. Những năm này hắn quá không để ý đến người bên cạnh, nhất là mẫu thân hắn, mới đạt tới Huyền Đế đỉnh phong. Cái này nếu như nói ra nàng là mẫu thân của hắn, chỉ sợ một vạn người thì một vạn lẻ một người đều sẽ không tin. Bởi vì Đường Đường là mẫu thân của trí Tôn Dực Thần, lại chỉ là Huyền Đế đỉnh phong. Đây đơn giản là một chuyện không thể nói lý. Lăng Tiếu còn có chuyện cần làm, hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian để mẫu thân sớm hấp thu lực lượng của Mặc Liên Tiên Hà này, để nàng sớm đạt tới tu vi thánh giả, như thế nàng mới sẽ có nhiều thọ nguyên hơn, mới có thể lại tiếp tục cường đại. Lăng Tiếu đem Phượng Tiêm vận cùng với Bạch Vũ Tích triệu tập lại, đều phân biệt nói rõ với chúng nữ, phân tích tình huống, cần phải phối hợp tốt, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Hôm nay Phượng Tiêm vận đã là cao cấp thánh hoàng, mà Bạch Vũ Tích chỉ là trung cấp thánh giả đỉnh phong, nhưng mà thực lực này đều phải ở trên mộng tích vân. Do hai người bọn họ phụ giúp cùng nhau hấp thu trí tôn thần tài này, cũng tuyệt đối có thể để cho bọn họ được lợi không ít. Lăng Tiếu cùng bọn họ đi đến bế quan thất, truyền cho bọn họ một chút kinh nghiệm hấp thu mặc liên tiên hà, cùng với những chuyện cần chú ý ở lúc bọn họ hỗ trợ, để cho lúc bọn họ giúp đỡ lẫn nhau hấp thu không xảy ra cái đường dễ gì. Tốt lắm, những thứ này các ngươi đều phải nhớ rõ ràng gặp phải cái hung hiểm gì tuyệt đối không thể kinh hoàng mọi chuyện đều có ta lăng tiếu hết sức trịnh trọng nói tam nữ đều là nhất tề gật gật đầu đã đem tất cả chú ý của lăng tiếu nói ra đều ghi nhớ ở trong lòng mộng tích vân dẫn đầu tiến vào trạng thái điều chỉnh là phượng tiêm vận cùng với bạch vũ tích cũng bắt đầu tĩnh toa ở trái phải hai bên nàng phân biệt làm tốt chuẩn bị lăng tiếu cầm mặc liên tiên hà trong tay thời khắc chuẩn bị hướng miệng của mẹ hắn đưa vào mặc liên tiên hà này cũng được dưng là mặc liên yêu hà thần hiệu mà nó có lăng tiếu cũng không rõ ràng lắm về phần sẽ phát sinh biến hóa gì hắn cũng không biết hắn không thể không ở một bên hộ pháp cho bọn họ tiếu nhi tới đi mộng tích vân nhắm mắt lại nhàn nhạt, nhạt nói nàng nhẹ mở miệng ra lăng tiếu trong nháy mắt liền xuất thủ đem mặc liên tiên hà chấn tan đem tinh hoa kia hướng về trong miệng mẫu thân hắn mà chuyển vào lúc mộng tích vân vừa mới đem mặc liên tiên hoa kia nuốt vào trong miệng trong nháy mắt bắn ra từng đạo quang mang thuộc tính của hai loại thủy mộc đem bế quan thất này đều bao phủ lại lực lượng mênh mông bàng bạc bắt đầu ở trong thân thể nàng lưu chuyển. Cùng lúc đó thủy mộc hai loại thuộc tính lực lượng ở trên đầu của Mộng Tích Vân đã bắt đầu hội tụ trở thành một đạo bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, đang thanh xảo vũ động, nhìn hết sức thần kỳ. Mà linh hồn của Mộng Tích Vân cũng bắt đầu ở một khắc này, phát sinh cảm giác kỳ diệu, năng lực lĩnh ngộ của nàng trong nháy mắt tiêu thăng lên. Chương 2367, sự thần kỳ của Mặc Liên Tiên Hà Một. một chút bình cảnh huyền đế, đỉnh phong thường này kia trong nháy mắt giống như là hồng thủy vỡ đê, lập tức bị trùng kích đến sụp đổ, đẳng giai lực lượng kia trong nháy mắt xông lên trên mà đi. Lực lượng của thánh giả đã đạt tới rồi, nhưng mà trong nháy mắt lại đạt tới thực lực của trung cấp thánh giả, mà thực lực kia còn đang tiếp tục cuồng trướng lên. Mộng Tích Vân nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày đẳng giai lực lượng của nàng không ngừng cuồng trướng, loại cảm giác kia để cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, sảng khoái. Nhưng mà cái cảm giác này chỉ là tiếp tục sau một đoạn thời gian lại phát hiện đan điền kinh mạch khiếu huyệt của nàng lại đều không cách nào dung nạp được những lực lượng cuồng bạo kia nữa toàn thân đều có một loại cảm giác đau đớn bị phình to ra thật giống như cả người thiếu chút nữa đều muốn bạo chết rồi nàng lộ ra vẻ thống khổ khí tức có chút hỗn loạn rồi đúng lúc này lăng tiếu kinh quát lên vận nhi vũ tích lập tức giúp mẹ hút lấy lực lượng của nàng thuận theo thanh âm của hắn rơi xuống phượng tiêm vận cùng với bạch vũ tích đồng thời xuất thủ tương trợ mộng tích vân tùy tiện để phượng tiêm vận cùng với bạch vũ tích tương trợ mộng tích vân lực lượng nhiều ra của nàng trong nháy mắt chiếm được nơi di chuyển, phân biệt hướng về phía trên thân hai người đi tới. Mặc Liên Tiên Hà nhưng không phải là chí tôn thần tài bình thường, lực lượng mà nó ẩn hàm tự nhiên là vô cùng khổng lồ. Mộng Tích Vân, Phượng Tiêm vận cùng với Bạch Vũ Tích ba người phân ra hấp thu lực lượng của nó, đều lộ ra vẻ thập phần đầy đủ có thừa. Phượng Tiêm vận vốn là ở cao cấp thánh hoàng rồi, lực lượng nàng hấp thu đến nếu so với Bạch Vũ Tích thì nhanh hơn nhiều lắm, đem lực lượng mộc thuộc tính nhiều ra của Mộng Tích Vân hấp thu lấy, lực lượng của nàng cũng là lập tức nhanh chóng tăng lên cảnh giới của bạch vũ tích tăng lên cũng không chậm trực tiếp tiến vào tu vi cao cấp thánh giả hơn nữa còn hướng về phía trước tiến bước bọn họ đều được bóng hình xinh đẹp kia ảnh hưởng lĩnh ngộ đối với cảnh giới cư nhiên đều đang không ngừng phi thăng lên tựa hồ đã đem hết thảy lĩnh ngộ cần thiết của cảnh giới muốn tiến dai trước một bước nhận thức đến cũng chính là nói bọn họ đối với bình chướng cảnh giới muốn đột phá trong tương lai đều đã bài trừ rồi chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng tăng lên thực lực tuyệt đối là không có cái chướng ngại gì có thể nói lúc này mộng tích vân cùng bạch vũ tích lại đã muốn hướng thực lực thánh hoàng trùng kích rồi mà phượng tiêm vận càng là hướng cảnh giới thần vương mà bước đi đây đơn giản là ba người nhất tề tiếp tục đột phá đại đẳng giai lăng tiếu không nghĩ đến mặc liên tiên hà này lại ẩn hàm lực lượng mênh mông tinh thuần như thế thoáng cái đem bọn họ đẩy tới loại cảnh giới này đơn giản là để cho hắn vì thế mà chặc lưỡi không thoi bất quá hắn đã là ý thức được bổn nguyên lực lượng ở chỗ này không đủ để cho ba người bọn họ đồng thời đột phá. Bởi vì Phượng Tiêm vận đột phá cản giới thần vương cần có lực lượng cực kỳ khổng lồ, nếu như nàng trước một bước đem lực lượng của hai người khác hút đi, hai người kia sẽ phải sắp thành công mà thất bại, thậm chí còn ảnh hưởng đến cảnh giới của bọn họ hạ thấp xuống. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút, đơn thủ hướng về, một cái phương hướng vẫy một cái, trong nháy mắt hấp thu đại lượng bổn nguyên lực lượng ở bên ngoài bế quan thất tập quyển, mà đến, đồng thời một cái tay khác của hắn đã nhiều ra ngàn vạn thần tinh, đều đem chúng nó chất nát, hóa thành vô số bổn nguyên lực vô thuộc tính tràn ngập khắp chỗ này. Chỉ ở trong nháy mắt trong bế quan thất này, liền tràn ngập rất nhiều thủy mộc bổn nguyên lực lượng. Tam nữ cũng cảm nhận được biến hóa của khí tức chỗ này, đều là phóng ca hy đan điền tận tình hấp thu lực lượng ở chỗ này, đem đẳng giai của mình liên tục đẩy vào. Lúc này bàn tay của Lăng Tiếu lại động một lần nữa, đem ba người bọn họ lập tức phân ra, hơn nữa thiết hạ cấm chế cách tuyệt, để cho bọn họ riêng mình hấp thu đột phá không thể để cho bọn họ tương hỗ lôi kéo với nhau. Nhìn bọn họ đều đã bình ổn lại khí tức, Lăng Tiếu cũng là thở ra một hơi, tiếp đó là sẽ không còn có gì nguy hiểm rồi. Hắn lặng lẽ đi ra khỏi bế quan thất, để cho bọn họ ở bên trong tự hành đột phá là được. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, Mặc Liên Tiên Hà này cư nhiên là thần kỳ vô cùng, phỏng chừng là đạt đến trung cấp đỉnh phong chí tôn thần tài rồi, thần hiệu này thật là cường đại đến kinh người, nhất là để cho người lĩnh ngộ vận dụng lực lượng trên đẳng giai, thật là có năng lực quỷ thần khó lường a. À, ngừng một chút hắn lại soi, có lẽ có thể để Sát Thiên cũng tấn thăng một chút, hắn là thủy mộc song thuộc tính, hơn nữa thực lực đã không yếu, hẳn có thể đem một nửa lực lượng của Mặc Liên Tiên Hà này hấp thu, tiến giai đến thần vương đỉnh phong cũng không phải là nói chơi, một nửa lực lượng khác để ta nhờ vào đó cảm thụ một chút đi. Lăng Tiếu đem Sát Thiên triệu hoán ra. Sát Thiên này từng ở trên Huyền Linh Đại Lục làm chức công chủ, trước đó cũng là nhân vật cấp độ nhất phương bá chủ. Dù là bị Lăng Tiếu khống chế mang theo đến thiên vực nhưng mà lại, cũng mượn thế của Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương, hơn nữa đã thoát ra khống chế của Lăng Tiếu, hắn cũng không lựa chọn phản bội Lăng Tiếu, mà là tiếp tục cam nguyện đi theo bên cạnh Lăng Tiếu, hôm nay cũng chiếm được tán thành của Lăng Tiếu rồi. Ra mắt cung chủ, Sát Thiên vẫn có thói quen xưng hô với Lăng Tiếu như vậy. "Ân miễn đi, chúng ta đi bế quan thất một chuyến, ta có một dạng đồ vật muốn cho ngươi." Lăng Tiếu nói một tiếng, liền dẫn Sát Thiên đến một cái bế quan thất khác. Lăng Tiếu là người tôn quý nhất bên trong Thiên Long Môn, hắn muốn điều động bất kỳ tư nguyên gì ở bên trong Thiên Long Môn, trên căn bản không có bất kỳ người nào dám nói nửa câu. Trừ phi bọn họ không muốn lăn lộn ở trong Thiên Long Môn, bằng không gặp được Lăng Tiếu đều phải tất cung tất kính đấy. Sát Thinh nghe được Lăng Tiếu có đồ vật đưa cho hắn, cũng biết tuyệt đối là loại thần vật hữu ích đối với hắn, nội tâm đã là vô cùng kinh hỉ. Tà đế thật là thu một cái hảo đồ đệ a. À. Đi theo cung chủ ngược lại cũng chung quy sẽ có một ngày đuổi theo tà đế đấy. Sát Thiên ở trong lòng kiên định mà thầm nghĩ nói. Sau khi đến bế quan thất, Lăng Tiếu lại lấy ra một gốc Mặc Liên Tiên Hà đưa cho Sát Thiên để hắn hấp thu. Sát Thiên đối mặt với cái thần vật này cũng là đỏ mắt vô cùng, lại không thể thiếu một phen lời nói cung húy với Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu cũng không quan tâm, chỉ cần người nào trung thành đi theo hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đối đãi không công bằng với kẻ đố. Sát Thiên ăn vào mặc, Liên Tiên Hà, tình hình cũng giống như Mộng Tích Vân, trên đỉnh đầu phủ hiện ra bóng hình xinh đẹp vũ động, Thần hồn của hắn nhanh chóng được rửa sạch, đối với lĩnh ngộ trên cảnh giới trong nháy mắt ở tốc độ cực nhanh tăng lên. Chương 2368, Sụ Thần Kỳ của Mặc Liên Tiên Hà 2 Không chỉ như thế, lực lượng của sát thiên cũng lấy một loại bôn lôi chi thế cuồng trướng lên, rất nhanh liền đạt tới trung cấp thần vương đỉnh phong. Hơn nữa hướng cao cấp thần vương bắt đầu trùng kích. Hắn là thần vương có thể chứa được không ít lực lượng của Mặc Liên Tiên Hà, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa hết, còn có không ít lực lượng không có chỗ phát tiết. Lăng Tiếu không khách khí, bàn tay đặt lên đỉnh đầu của sát thiên, giống như hắn tiến vào phân chia hấp thụ lực lượng của mặc liên tiên hà kia. Lăng Tiếu đột nhiên chỉ cảm thấy, ở chỗ thần hồn của mình có một loại cảm giác mỹ diệu vô cùng, tựa như lạc nhập vào trong tiên cung giao trì, chiếm được tiên thủy tẩy rửa tinh thuần minh mông, tất cả ám tật dơ bẩn của thần hồn đều nhất nhất bị thanh lý sạch. Hơn nữa thần hồn lại giống như bay lên tới cửu thiên vực ngoại, cảm nhận được hư vô phiêu miểu của vực ngoại, cảm nhận được hão đãng liên miên của thủy chi lực lượng, sinh cơ bừng bừng của mộc thuộc tính cảm nhận được một loại quá trình chuyển đổi của thế gian vạn vật sinh trưởng cùng với diệt vong loại quá trình cảm thụ tuyệt đẹp này khiến cho lăng tiếu đối với các loại lĩnh ngộ lực lượng cảnh giới đều có một tầng nhận thức mới cũng không biết qua bao lâu lăng tiếu rốt cuộc là trở về lại hiện thực rồi lực lượng bên trong thân thể hắn đã là tăng cường không ít dù không tiến dai nhưng mà đạt tới đê cấp trí tôn hậu kỳ cách đỉnh phong đã không còn xa rồi nhìn lại sát thiên Hắn lại đã đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh phong, loại tốc độ tiến giai này, cho dù là thần vương đan cũng là không có cách nào đi so sánh được a. À. Bất quá hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở một bước này, muốn trùng kích bán thủy thần hoặc là thủy thần còn thiếu không ít lực lượng, còn cần tiến thêm một bước tu luyện cường đại đi xuống, muốn lại hướng lên một bước tuyệt đối là không khó rồi. Có thể nói, sát thiên đã trước một bước lĩnh ngộ được điểm mấu chốt của cảnh giới trí tôn thủy thần rồi, hắn ngốc ở cảnh giới thần vương đỉnh phong sẽ không quá lâu chỉ cần lại tích lũy thời gian ước chừng trăm năm hắn tuyệt đối có tư cách trùng kích lên có lẽ là qua vài chục năm có những cơ duyên khác cũng có thể trước một bước bước lên cảnh giới bán thủy thần phải nói loại trí tôn thần tài có cấp bậc như mặc liên tiên hà này đều là vật mà trí tôn thủy thần đều đỏ mắt lăng tiếu dù là không đem nó hấp thu nhưng là cũng hiểu rõ được chỗ thần kỳ của nó cũng nhận được tiên linh kia giúp đỡ để lĩnh ngộ của hắn tiến lên một bước rồi lăng tiếu bước ra ngoài bế quan thất để sát thiên tiếp tục củng cố lực lượng mà trên khuôn mặt hắn tràn đầy thần thái tự tin đối với con đường tương lai càng thêm kiên định rồi kỳ thật lấy hắn bây giờ muốn đạt tới đê cấp đỉnh phong cũng dễ dàng trong tay của hắn còn có hỏa liên thần tâm chưa cắn nuốt đây tuyệt đối có thể để thực lực của hắn lại tiến thêm một bước nhưng mà tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt gì tốt nhất còn phải tích lũy một đoạn thời gian đối với hắn mà nói mới sẽ càng thêm đầy đủ nhiều lắm hỏa liên thần tâm này vẫn lưu lại đến khi hắn đột phá trung cấp trí tôn thủy thần lại cắn nuốt mới sẽ phát huy ra tác dụng chân chính của nó đi. Sau khi đem cảnh giới của mấy người tăng lên, Lăng Tiếu liền lại một lần nữa quay trở. Về trong tộc, cùng tộc trưởng và đại trưởng lão lại thương nghị về chuyện đi tới Mộc Văn Tộc, sau đó hắn liền nhanh chóng rời khỏi tộc. Hắn trực tiếp lướt lên chín tầng trời, phá mở bình chứng kia tiến vào vực ngoại. Vô số cương phong loạn lưu ở vực ngoại tàn sát bừa bãi, vô số lực lượng cuồng bạo đang phiên đằng lướt qua, mỗi một loại lực lượng đều có thể so với lực lượng công kích của bán thủy thần bình thường, thần vương đến chỗ này đều muốn lập tức vẫn lạc, mà đại bộ phận bán thủy thần cũng đều chịu không nổi trùng kích của loại lực lượng hỗn loạn này quấy nhiễu. Lăng Tiếu chạy tới vực ngoại cũng không phải là muốn xông pha vực ngoại mà đi, mà là muốn chạy tới Thiên Huyền Địa vực. Chí Tôn Thủy Thần ở vực ngoại cũng không thụ ảnh hưởng của những lực lượng này, có thể trực tiếp thông qua không gian xuyên toa nhanh chóng chạy tới những địa vực khác. Điều kiện tiên quyết là ở ngoại vi thiên vực cửu thiên phi hành liền được rồi, nhất thiết không thể cách quá xa, bằng không bị lạc phương hướng tuyệt đối là một chuyện phiền toái lớn. Lăng Tiếu cũng là muốn sớm một chút làm quen hoàn cảnh của vực ngoại, nói không chừng ngày sau phải đi tới chỗ này tìm thủy nguyên thạch. Lăng Tiếu cưỡi ở trên người quỷ hồn thú vương tử, cực tốc xuyên toa ở vực ngoại này, đồng thời cũng lợi dụng thần mục nhìn xem bốn phía, quan sát tình hình của vực ngoại này. Hắn nhìn thấy chỗ này đều là các loại loạn lưu lực lượng thuộc tính đang trùng kích chợt hiện, thỉnh thoảng cũng có mấy loại thuộc tính lực lượng đan chéo, vào nhau tung hoành sản sinh ra loại biến dị nào đó, lại có các loại hình thái biến hóa đang phù động sinh ra. Lăng Tiếu Yên tĩnh quan sát hết thảy, đồng thời cũng đang cảm ngộ đến tất cả biến hóa không giống nhau này, thuận tiện cũng thôi diễn tương sinh tương khắc của năm loại thuộc tính mà chính mình tu luyện, tương hỗ dung hợp đại đạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền qua 20 ngày. Lăng Tiếu cùng quỷ hồn thú vương tử rõ ràng đã từ Thiên Long địa vực chạy tới Thiên Huyền địa vực rồi. Tốc độ cần đi tới chỗ này đã là giảm xuống gấp đôi có thừa. Một là ở vực ngoại gấp rút lên giường cũng là phi hành theo đường thẳng, không gian xuyên toa so với ở bên trong thiên vực phải dễ dàng hơn, hai thì là tốc độ của quỷ hồn thú vương tử cực nhanh, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chạy tới chỗ này. Lăng Tiếu đến Thiên Huyền Địa vực cũng không phải là đến tìm Vân Mộng Kỳ, hắn là chuẩn bị đến tiêu gia tìm Tiêu Linh đấy. Tiêu Linh có không linh chi thể, hơn nữa thiên tính thuần chân vô tà, tâm tư so với Hạ Huyên Huyên càng thêm không có tạp niệm, vô cùng dễ dàng để người ta sinh ra một loại cảm giác thân cận tự nhiên. Bất kể là ai cùng nàng quen biết trao đổi đều sẽ không nhịn được, mà đau lòng thương tiếc nàng, mà nàng cũng sẽ không sinh ra ý niệm bất lương cùng dục vọng, đối với bất luận kẻ nào. Lăng tiếu đi tìm nàng chính là muốn để cho nàng thay kim tộc đàm phán trao đổi, với mộc văn tộc. Tiêu gia ở bên trong thiên huyền địa vực cũng là danh môn vọng tộc, thực lực nội tình kia đều có thể xưng là hàng ngũ siêu cấp thế lực. Chỉ là bọn họ ở mấy chục năm trước từng cùng hà đồ, tông phát sinh qua chiến đấu đại quy mô. Khi ấy nếu không phải đám người lăng tiếu mang theo người của thiên long môn đến tương trợ, tiêu gia bọn họ liền gặp khó khăn lớn rồi cho đến khi thiên long môn phái đại quân đi đến tương trợ, cung, để cho bọn họ có thể thoát khỏi khốn cảnh. Sau đó lăng tiếu lại cùng Vân Mộng Kỳ ở Liên Hoa giáo gặp nhau, hơn nữa ở dưới sự dẫn dắt của hắn khiến cho Liên Hoa, giáo tuyên bố cùng tiêu gia trở thành đồng minh. chương 2369, Tái kiến tiêu linh. Một, cũng chính là như vậy mới chấn hám Hà Đồ Tông, để bọn họ không dám tiếp tục động thủ với tiêu gia. Bởi vì Liên Hoa giáo ở bên trong thiên huyền, Địa vực nhưng là một trong những siêu cấp thế lực gần với Huyền Vũ tông nhất, bọn họ kết minh với Tiêu gia tự nhiên là để cho Hà Đồ, tông có áp lực không nhỏ rồi. Tiêu gia có được phát triển bình yên lại vì trước đó, nhận được trợ giúp của Thần Vương Đan do Lăng Tiếu luyện chế cho bọn họ, khiến cho bọn họ lại khôi phục phồn thịnh như xưa. Lúc Lăng Tiếu đến bầu trời của Tiêu gia liền để cho quỷ hồn thú vương tử hóa thành hình người. Sau khi quỷ hồn thú vương tử hóa thành người, cả người lộ ra vẻ hết sức âm trầm để người ta nhìn đến giống như là một võ giả tinh tu ám thuộc tính trên thực tế lại cũng không phải là như thế lúc lăng tiếu cùng quỷ hồn thú vương tử hạ xuống trên thiên không của tiêu gia lập tức có người có thể cảm ứng được bọn họ vị cao nhân nào hàng lâm tiêu gia ta một đạo thanh âm thương lão sâu kín ở một góc vang lên ngay lập tức một đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở phía trước không xa lăng tiếu cùng với quỷ hồn thú vương tử tiền bối biệt lai vô dạng a lăng tiếu đối với người tới chắp tay cười nói hắn là cố ý phóng thích ra khí tức bằng không người của tiêu gia đừng mơ dễ dàng phát hiện ra được hắn hàng lâm ở chỗ này mà người xuất hiện ở trước mắt chính là tiêu gia lão tổ tiêu kính nhân mà lăng tiếu đã từng có duyên gặp mặt một lần dáng vẻ của lão cùng với trước kia không có biến hóa gì lăng tiếu nhìn một cái liền nhận ra lão tiêu kính nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua lăng tiếu trong con mắt hơi co lại một chút kinh hô ngươi ngươi là thiên long môn thần dược sư lăng lăng tiếu Chí nhớ lực của trí tôn thủy thần cũng là tương đối cường hãn, cơ hồ là nhìn qua sẽ không quên. Tiêu kính nhân nhìn thấy lăng tiếu sở dĩ giật mình như thế chủ yếu vẫn là, biến hóa của lăng tiếu thật sự quá lớn. Không phải là tướng mạo của lăng tiếu, biến hóa lớn mà là thực lực của hắn biến hóa thật sự quá lớn, chỉ là để lão khó có thể tin. Lão tinh tưởng nhớ kỹ mấy chục năm trước lăng tiếu, chỉ là cảnh giới đê cấp thần vương đi, hiện tại mới ngắn ngủi mấy chục năm lại trực tiếp đạt tới đê cấp trí tôn thủy thần lão đều hoài nghi hai mắt của mình có phải có vấn đề rồi hay không bất quá vừa nghĩ tới ở vài năm trước nghe được một đoạn tin tức mà bên phía thiên nguyên địa vực truyền tới trí tôn dực thần tân tấn là thiên long môn lăng tiếu là trí tôn dực thần trẻ tuổi nhất lịch sử phá vỡ thần thoại từ xưa tới nay lão liền tin tưởng chính mình hẳn là không nhìn nhầm người rồi chính là lăng tiếu tiêu tiền bối biệt lai like vô dụng a à, lăng tiếu cười mỉm mà nói tiêu kính nhân lập tức cười sang sảng nói ha ha ta còn khỏe Lăng Dược Thần có thể hàng Lâm Tiêu gia ta thực sự là phúc của Tiêu gia ta a. À. Tiêu tiền Bối nói đùa rồi, lần này ta đến đây là muốn gặp Linh Nhi một chút, không biết có thuận tiện hay không?" Lăng Tiếu nói. "Thuận tiện, có cái gì mà không thuận tiện, kỳ thật ở mấy chục năm trước Linh Nhi đã từng đi đến Thiên Long môn tình ngươi, đáng tiếc khi ấy ngươi không ở chỗ đó, vài chục năm đến nay người mà cô nàng này nhớ nhất chính là gia gia kia của nàng, tiếp theo chính là ngươi rồi, liên ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng được nàng ghi nhớ ở trong lòng a." À tiêu kính nhân nhưng là vô cùng hoan nghênh mà nói liền dựa vào thân phận hôm nay của lăng tiếu bất kể đi tới chỗ nào đều muốn trở thành thượng khách tiêu kính nhân cũng không dám xem thường a à. huống chi lão còn đang suy nghĩ nếu như có thể để cho lăng tiếu thay tiêu ra bọn họ luyện chế mấy khỏa trí tôn thần đan như vậy thực lực của tiêu gia bọn họ lập tức liền bạo trướng đến lúc đó có thể vượt qua hà đồ tông rồi thậm chí thẳng áp đến liên hoa giáo cũng không phải là vấn đề vậy thì tốt liền làm phiền tiền báo mang theo ta đi gặp linh nhi một chút đi Lăng Tiếu đáp. Tiêu Kính Nhân làm ra một cái động tác mời, mang theo Lăng Tiếu đi xuống tiêu gia tộc địa ở phía dưới. Bất quá Lăng Tiếu yêu cầu lão đừng làm ra động tĩnh quá lớn, hắn không muốn để quá nhiều người biết hắn xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Kính Nhân cũng hiểu được Lăng Tiếu, đối với những người khác của tiêu gia có ấn tượng cực kém, dứt khoát không để cho tộc nhân khác biết, chỉ báo cho bai ba cái trí tôn thủy thần, khác của tiêu gia đi đến gặp mặt Lăng Tiếu mà thôi. Lăng Tiếu rốt cuộc là nhìn thấy cô nàng tiêu linh này rồi. Lăng, Lăng Tiếu ca ca. Tiêu Linh đang luyện kiếm đột nhiên thấy Lăng Tiếu xuất hiện lập tức kinh hỉ kêu lên. Lăng Tiếu nhìn nữ tử đã càng ngày càng thêm xinh đẹp, trong lòng lập tức cảm thấy hết sức vui vẻ. Linh Nhi, thật lâu không gặp, ngươi thật là càng lúc càng đẹp. Lăng Tiếu không chút nào keo kiệt mà khen ngợi nói. Sát thật Tiêu Linh ở trên mỹ mạo, cũng không hoàn mỹ được như Vân Mộng Kỳ cùng Yên Điệp Kiều. Nhưng mà nàng lại thấu ra một cỗ khí chất so với chúng nữ càng thêm mê người, đó tuyệt đối là một loại cảm giác thân cận thuộc về bổn nguyên hôm nay nàng mặc một bộ tử y đem dáng người uyển chuyển kia của nàng câu khởi ra đến lung linh hữu trí chỗ đáng lồi thì lồi đáng nhỏ liền nhỏ phối hợp đến hết sức thoải mái duy mỹ nàng giống như là một con hồ điệp bay đến lại trực tiếp xông vào trong lòng của lăng tiếu lăng tiếu ôm lấy mỹ nhân nhào đến này trong lòng hắn không hề có tạp niệm có chẳng qua là ý yêu thương vô hạn ô ô lăng tiếu ca ca người thật nhẫn tâm nhiều năm như vậy cũng không đến gặp linh nhi linh nhi hận chết ngươi a à. tiêu linh lại phóng thanh khóc lên Lăng Tiếu vuốt nhẹ mái tóc mềm ở sau lưng Tiêu Linh mang theo hiểm ý nói, "Xin lỗi Linh Nhi, là Lăng Tiếu ca ca không tốt, Lăng Tiếu ca ca sớm nên đến gặp người mới phải." Tiêu Kính Nhân cùng với hai tên chí tôn thủy thần khác đều thức thời mà lui ra, để hai người có không gian nói chuyện. Một lúc lâu sau Tiêu Linh mới từ trong lòng của Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nói, "Kỳ thực ta không trách Lăng Tiếu ca ca, ta biết Lăng Tiếu ca ca có đại sự muốn làm, không thể vì Linh Nhi mà làm lỡ địa sư của ngươi, Linh Nhi chỉ là hy vọng Lăng Tiếu" Ca ca có thể có thời gian liền đến gặp Linh Nhi một chút liền đủ rồi. Nhìn bộ dáng động lòng người kia của Tiêu Linh, ý yêu thương trong lòng Lăng Tiếu càng nồng hơn. Hắn giúp nàng lau đi nước mắt cười nói, "Tốt, Lăng Tiếu ca ca đáp ứng ngươi, sau này nhất định sẽ đến gặp ngươi nhiều hơn." Ngừng một chút hắn lại nói, "Vài chục năm không gặp, cảnh giới của Linh Nhi tiến bước thực nhanh a, à, đều đã là thực lực thần vương rồi." Nhớ đến lúc trước một lần cuối cùng hắn gặp Tiêu Linh là ở 60 năm trước. Mấy chục năm qua đi, Tiêu Linh đã là sắp 100 tuổi mà nàng đã từ trung cấp thánh giả đạt tới tu vi thần vương, cấp độ tiến giai này không thể nói là không nhanh. chương 2370 tái kiến tiêu linh 2. đây cũng nhìn ra được bồi dưỡng của lão tổ tông tiêu gia đối với nàng cũng là rất tận tâm tận lực rồi. ta cũng là muốn sớm ngày có thể trợ giúp lăng tiếu ca ca, hy vọng chính mình có thể càng thêm cường đại lên. tiêu linh ngay thẳng mà đáp, ha ha, linh nhi người thật tốt, trước mắt lăng tiếu ca ca còn thật có chuyện cầu ngươi giúp một chút không biết linh nhi có chịu giúp lăng tiếu ca ca hay không a à? lăng tiếu cười nói tiêu linh liên tục gật đầu nói lăng tiếu ca ca ngươi nói đi bất kể chuyện gì linh nhi nhất định sẽ giúp ngươi vậy thì tốt lăng tiếu đáp một tiếng liền đem ý đến của hắn nói một lần với tiêu linh tiêu linh dù là ngây thơ nhưng nàng không ngốc có thể phân biệt ra được tốt xấu của sự tình cũng có thể phân biệt ra được tính nghiêm túc mà chuyện lăng tiếu nói lăng tiếu ca ca muốn ta đàm phán với người của mộc văn tộc để bọn họ đem thủy nguyên thạch mộc thuộc tính kia giao dịch cho ngươi đúng không? Tiêu Linh chớp động mắt to hỏi. Đúng vậy, người của Mộc Văn tộc không thích trao đổi cùng câu thông với những nhân tộc khác, cần phải tìm một tiểu nha đầu ngây thơ khả ái giống như là Linh Nhi, bọn họ mới sẽ tin tưởng lời nói của ngươi. Lăng Tiếu sờ sờ đầu của Tiêu Linh nói. Tiêu Linh có chút bất mãn mà nhăn nhẹ cái mũi nói, Lăng Tiếu ca ca thật đáng ghét, nhân gia không phải là tiểu nha đầu nữa, nhân gia là đại cô nương rồi phụ thân cùng với mẹ luôn thay ta tìm nam nhân, nhưng mà ta mới không cần, ta chỉ cần lăng tiếu ca ca. Nha đầu ngốc, ngươi coi như là đại cô nương, ở trong mắt lăng tiếu ca ca vẫn là tiêu nha đầu. Lăng tiếu cười nói, tiếp theo lại hỏi, mẹ ngươi lại ép ngươi lập gia đình sao? Nói đến mẫu thân của tiêu linh, lăng tiếu thoáng qua một trận chán ghét. Lúc đó tiêu linh còn thiếu chút nữa bị cái mẫu thân ngu ngốc này hại cả đời rồi. Nhớ tới việc này, lăng tiếu liền hết sức không thoải mái. Nàng không ép ta, có lão tổ tông ở đây người bên trong tộc đều đối với ta cung kính có thừa ta không thích thì bọn họ người nào cũng không cường bức được ta trên khuôn mặt tiêu linh thoáng qua vài phần kiên quyết xem ra mấy chục năm qua đi nàng cũng so sánh với trước kia hiểu chuyện hơn rất nhiều tiếp theo nàng lại nói lăng tiếu ca ca ta cũng muốn cầu ngươi một chuyện có được hay không người nói đi chỉ cần lăng tiếu ca ca làm được tuyệt đối không nói hai lời lăng tiếu cũng là dùng lời trước đó của tiêu linh mà đáp Tiêu Linh do dự một chút nói, ta nhớ ra ra, ta muốn đi tìm hắn. Ra ra ngươi. Lăng Tiếu sửng sốt một chút đáp một tiếng, mới nhớ tới Kiều Phong chỉ có duyên gặp mặt qua một lần. Kiều Phong nhưng là tồn tại trước người trên bảng thiên thần vương, một tay hàng long trưởng uy bá thiên long địa vực, là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là hôm nay trên thiên thần vương bảng ở thiên long, địa vực đã sớm không còn tên của hắn. Không biết là hắn đã vẫn lạc rồi hay là đã trở thành bán thủy thần, hoặc trí tôn thủy thần, nhớ lúc trước Kiều Phát đem Tiêu Linh giao cho hắn, giống như là dặn dò hậu sự. Lăng Tiếu liền cảm thấy hắn nhất định là phải có đại sự cần đi làm rồi, thậm chí là có thể tìm địch nhân cường đại quyết một trận tử chiến. Nhiều năm trôi qua như vậy, thiên vực lại là rộng lớn vô biên như vậy, Lăng Tiếu há lại biết hắn ở chỗ nào. Bất quá Tiêu Linh yêu cầu hắn làm việc này, hắn liền nhất định cố gắng thay nàng làm được. Lấy lực hiệu triệu hiện nay của hắn, cùng với quan, hệ nhân mạch rộng lớn, tin tưởng chỉ cần kiều phong còn sống thì có thể tìm được hành tung của hắn ta đã rất lâu chưa gặp được gia gia rồi ta rất nhớ hắn a à, tiêu linh vừa nói trong mắt vừa lấp lánh lệ hoa lăng tiếu vội vàng nói linh nhi đừng khóc lăng tiếu ca ca đáp ứng ngươi nhất định sẽ tìm được gia gia của ngươi để hắn đoàn tụ với ngươi ngừng một chút hắn lại nói gia gia ngươi lúc trước có lưu lại cho ngươi sinh mệnh ngọc đồng không nếu có sinh mệnh ngọc đồng như vậy muốn tìm kiều phong sẽ lộ ra vẻ dễ dàng nhiều lắm chỉ tiết Kiều Phong còn thật không lưu lại cho tiêu linh sinh mệnh Ngọc Đồng A. Lăng tiếu ở trong tiêu gia ước chừng một tháng. Hắn nhìn ở trên phần của tiêu linh, không cho tiêu gia một điểm tỏ vẻ thật sự là nói không qua. Tiêu gia lấy ra tích lũy nhiều năm qua để cho lăng tiếu, thay bọn họ luyện chế mấy khỏa trí tôn thần đan. Tiêu gia bọn họ đối với lăng tiếu cảm ơn đãi đức A. Có mấy khỏa trí tôn thần đan này, tiêu gia bọn họ là có thể chế tọa ra vài vị trí tôn thủy thần. Thực lực tuyệt đối là bay vọt về chất. Lăng tiếu đem tiêu linh mang đi rồi. Tiêu gia lão tổ tông Tiêu Kính Nhân cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là dặn dò Lăng Tiếu sớm ngày đem Tiêu Linh đưa về là được. Tiêu Linh nhưng là không linh chi thể, nàng nhưng là tồn tại có nắm chắc trở thành chí tôn thủy thần, nhất trong tương lai của một đời trẻ tuổi Tiêu gia, Tiêu gia bọn họ cũng không muốn để nàng rời khỏi Tiêu gia đâu. Lăng Tiếu vốn muốn đi gặp Vân Mộng Kỳ, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Bây giờ tìm Thủy Nguyên Thạch mới là đại sự hạng nhất, nhưng chuyện khác hắn cũng phải để xuống rồi mang theo tiêu linh đi đến vực ngoại, đem nàng bảo vệ ở trong lòng, cùng nàng cưỡi lên quỷ hồn thú vương tử hướng về phía thiên long môn chạy về. Lăng tiếu ca ca thật lợi hại, người bây giờ đã cường đại giống như lão tổ tông nhà ta rồi sao? Tiêu linh nhìn FTINHF hình vực ngoại kia không nhịn được mà kinh hô lên nói. Lăng tiếu cười cười nói, tổng có một ngày linh nhí ngươi cũng có thể làm được. Ừ, xem ra ta còn chưa đủ cố gắng, lăng tiếu ca ca so với ta không lớn hơn ta bao nhiêu, nhưng mà đã lợi hại như vậy, cũng không biết đến lúc nào mới có thể đuổi kịp bước chân của ngươi a à. tiêu linh than thở nói con đường tu luyện không thể làm quá gấp tốt nhất vẫn là tuần tự dần dần mà tiến ca ca những năm này chỉ bất quá có chút cơ duyên mới đi đến một bước này cho nên linh nhi ngươi không cần lo lắng phải từng bước từng bước mà đi đến nghe theo lời của lão tổ tông nhà ngươi sớm muộn có một ngày đuổi theo ca ca ta lăng tiếu nhắc nhở nói ừ ta nghe lăng tiếu ca ca đấy tiêu linh ngoan ngoãn đáp trên đường đi, hai người vừa nói cười chạy trở về Thiên Long môn. Lúc trở lại bên trong tộc, Lăng Tiếu trước để Tiêu Linh đi cùng với Tiêu Chân thải, sau đó mới tìm Lăng bác, Lăng khâu phục mệnh. Tiếp đó chính là quyết định khi nào lên đường đi đến Mộc Văn tộc rồi, cùng với những việc này nên giao cho ai đi làm sẽ tốt hơn. Hai tộc đều là cổ tộc, bọn họ muốn gặp Mộc Văn, tộc tộc trưởng lý ra nên phái một thành viên hết sức trọng yếu bên trong tộc đi tới, thậm chí là Lăng bác tự thân đi tới cũng sẽ không cảm thấy tự hạ thấp thân phận chương 2371, Mộc Văn Tộc, cửu thải linh lung thụ. Nhưng mà bọn họ đều biết rõ người của Mộc Văn, tộc luôn luôn không thích tiếp xúc với những nhân tộc khác, đi nhiều người chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa cũng không nhất định cần người có cùng thân phận đi gặp Mộc Văn Tộc. Chỉ cần bày ra thành ý cùng chân thành của kim tộc bọn họ, như vậy hết thảy liền là đầy đủ rồi. Cuối cùng Lăng Bác cùng với Lăng Khai A quyết định đem việc này, toàn quyền giao cho Lăng Tiếu đi làm. Bởi vì Dương Hải là người đi theo Lăng Tiếu, mà tiêu linh lại chỉ nghe lời của lăng tiếu còn nữa lấy thân phận trí tôn dược thần duy nhất bên trong thiên long địa vực của hắn cũng đủ để bày ra trọng thị với mộc văn tộc rồi lần này hành trình đi mộc văn tộc không có cái gì nguy hiểm bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng cho an nguy của lăng tiếu lăng tiếu cũng không cự tuyệt nhiệm vụ này hắn cũng rất muốn kiến thức một chút người của mộc văn tộc rốt cuộc là có dáng vẻ gì xem bọn họ rốt cuộc có chỗ thần bí nào đương nhiên hắn cũng khát vọng có thể kiến thức một chút cửu thải linh lung thần thụ kia rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào. Lăng bác cùng lăng khâu vô cùng nghiêm túc mà ra phó cho hắn mấy câu, sau đó liền để lăng tiếu, tự hành quyết định khi nào xuất phát đi tới linh lung sơn mạch. Ba ngày sau đó lăng tiếu liền đem tiêu linh, Dương Hải đều gọi lại, xuất phát đi đến linh lung sơn mạch. Lần này lăng tiếu trừ quỷ hồn thú vương tử còn đem theo long ngũ, bại gia tử cùng nhau lên đường. Tuy nói chuyến này không có đại hung hiểm, nhưng mà cũng không thể không phòng bị một chút, vạn nhất đối phương trở mặt không nhận người, phiền toái kia há không phải là lớn sao? Có Long Ngũ ở đây, Lăng Tiếu cũng cảm thấy an tâm một chút, bởi vì phải bảo hộ cho an nguy của Tiêu Linh. Linh Lung Sơn mạch này là lấy cửu thải linh lung thần thụ mà mệnh danh, nó từ viễn cổ liền sinh trưởng ở chỗ này, bị Mộc Văn tộc chiếm cứ làm của mình, mà sơn mạch kia cũng vì vậy lấy Linh Lung làm tên rồi. Phiến cổ sơn mạch kia dù không hung hiểm bằng Vạn Yêu Sâm Lâm, nhưng mà cũng tồn tại không ít cao giai thánh thú. Mộc Văn tộc ở chỗ sau của Linh Lung Sơn mạch, chỗ này liền có thiên nhiên bình chướng phòng ngự, bình thường thực lực chí tôn thủy thần, trở xuống đừng nghĩ thông qua phòng ngự thiên nhiên của cổ sơn mạch này mà tìm được tộc địa của Mộc Văn tộc bọn họ. Lăng Tiếu có Dương Hải dẫn đường ngược lại cũng là bớt đi rất nhiều phiền toái, rất nhanh liền hàng lâm đến trên bầu trời cách tộc địa của Mộc Văn tộc không xa. Phong chủ, ngàn vạn lần nhớ lấy, bất kể gặp phải chuyện gì cũng không thể động khí với người của Mộc Văn tộc, càng không thể động sát cơ, một khi như thế bọn họ liền sẽ cảm ứng đến, lập tức sẽ làm ra quyết định đuổi đi hoặc là trực tiếp diệt sát, bọn họ chung quy thích đem nguy cơ giết từ trong trứng nước, chỉ cần ngươi lấy tâm thái bình hòa đi đối mặt với bọn họ, kỳ thật bọn họ cũng là tương đối dễ nói chuyện, chỉ bất quá bọn họ thích trực lai trực vãng, nói chuyện có chút không qua suy nghĩ, ngươi đừng để ở trong lòng là được." Dương Hải lần nữa dặn dò Lăng Tiếu. Hắn bây giờ đã không gọi Lăng Tiếu là chủ nhân, mà là sửa lại xưng hô, đây cũng là Lăng Tiếu yêu cầu. Lăng Tiếu gật gật đầu đáp: Yên tâm đi, hết thảy toàn bộ do ngươi cùng Linh Nhi đi giao thiệp với bọn họ, ta chỉ là ở một bên nghe mà thôi. Chuyện lần này liên quan trọng đại, Lăng Tiếu sẽ không làm việc không? Suy nghĩ, mà là để Tiêu Linh cùng Dương Hải đi đàm phán, vậy mọi chuyện đều dễ nói. Tốt, vậy các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi trước cùng bọn họ tiếp xúc một chút, xem bọn hắn có nguyện ý tiếp kiến các ngươi hay không, nếu như ngay cả một cửa này không qua được, vậy ta cũng không có biện pháp. Dương Hải đáp, ngay lập tức hắn liền phi hướng Mộc Văn Tộc ở bên kia đồng thời lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù truyền lại tín hiệu nào đó để cho người của mộc văn tộc biết được bởi vì tộc địa của mộc văn tộc có cấm chế cách tuyệt cường đại không có bọn họ cho phép không ai dám dễ dàng cường hành đi vào cũng không qua bao lâu dương hải lần nữa phản hồi mà thuận theo hắn mà đến còn có một gã nam tử ăn mặc hết sức kỳ dị nam tử này bộ dạng trung niên tu vi cảnh giới chỉ là bán thủy thần chân đầu hắn có nón lá người mặc lấy một bộ y phục do một chút thụ diệp đặc thù dệt thành lộ ra da, da thịt rất khá, làn da lại hiện lên màu xanh nhạt, lờ mờ còn có thể thấy từng cái văn lộ thâm sắc, cùng với làn da của nhân tộc khác có khác biệt cực lớn. Phong chủ, đây là Trát khắc nhĩ, do hắn đem mang theo chúng ta đi vào. Trát khắc nhĩ, vị này là chủ nhân lăng tiếu của ta, đương kim trí tôn dược thần duy nhất bên trong thiên long địa vực, cũng là trí tôn dược thần trẻ tuổi nhất bên trong thiên vực. Dương Hải lấy thân phận người trung gian hướng hai người giới thiệu. Lăng tiếu nhìn Trát khắc nhĩ kia vẫn an nói, Chát khắc nhĩ ngươi khỏe, làm phiền ngươi rồi. Chát khắc nhĩ mang theo thần sắc hết sức đạm mặc liếc lăng tiếu một cái, cũng không ngó ngàn tới lăng tiếu mà là đối với Dương Hải nói. Dương Hải đại nhân mang theo bọn họ cùng nhau đi vào đi. Lăng tiếu ăn một cái lạnh nhạt thật cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao có thể tiến vào mộc văn tộc là được rồi. Chỉ là tiêu linh ở bên cạnh lại phát ra thanh âm kỳ quái nói, người này rất kỳ quái, trên người lại có thanh văn. Lăng tiếu cùng Dương Hải bị lời này của tiêu linh khiến cho sợ hãi nhảy lên, nếu là vì vậy mà đắc tội với nhân giá há không phải là vừa mới xuất sư liền xong rồi sao còn may chát khắc nhĩ kia chỉ là quay đầu lại kinh ngạc nhìn tiêu linh một cái cũng không tức giận tiếp tục dẫn đường ở phía trước lăng tiếu lúc này mới thở ra một hơi vội vã chuyên âm nói với tiêu linh linh nhi nói chuyện chú ý một chút tiêu linh thẻ lưỡi ra với lăng tiếu hướng hắn là một cái mặt quỷ không cho là đúng đám người lăng tiếu thuận theo chát khắc nhĩ bay tới bên trong thụ lâm của một phiến cổ mộc chọc trời chát khắc nhĩ kia đối với một khỏa cự thụ ở trong đó niệm niệm mấy từ, mà để cho người ta nghe không hiểu. Phải một lát sau, thân cây của khỏa cự thụ kia hóa hiện ra một mảnh cửu sắc quang mang, hình thành một cái quang môn lớn nhỏ như người bình thường. Một màn thần kỳ này coi như là lăng tiếu đã thấy quen việc đời rồi, cũng vì thế mà kinh ngạc không dứt. Dương Hải đại nhân mời. Chát khắc nhĩ đối với Dương Hải ngược lại là hết sức hữu lễ, để Dương Hải đầu tiên đi vào trước. Dương Hải quay đầu nhìn thoáng qua lăng tiếu, sau khi thấy Lăng Tiếu gật đầu mới bước chân vào trong quang môn kia. Sau đó chát khắc nhĩ cũng còn là để Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đi vào trước, hắn mới theo sau đi vào. Quang môn này rõ ràng là một cái không gian trận hết sức đặc thù, sau khi bọn họ đi vào lập tức bị truyền tống đến trong một phương không gian khác. chương 2372, Thủ đoạn thần kỳ của Mộc Văn Tộc. 1. Đây rõ ràng là một phiến thế ngoại đào nguyên hết sức xinh đẹp. Ánh vào tầm mắt đầu tiên là một mảnh lục nộn thảo tùng, trên thảo tùng lại điểm lên từng chút linh hoa màu sắc không đồng nhất, thỉnh thoảng có thể thấy được mấy con thỏ trắng, linh dương nhảy qua nhảy lại, lại có phi đều ở trên bầu trời bay qua minh khiếu, có chút cảm giác thi tình họa y của điểu ngữ hoa hương, không xa lại có không ít cây cối ốc xá, cùng với tập nhân của mộc văn tộc đang đi lại chỗ này, khiến cho trên phiến ốc thổ này tràn đầy sinh khí. Xong, bắt mắt nhất vẫn là trung ương của phiến không gian rộng lớn này có một quả thụ mộc, cũng không phải là rất cao độc lập sinh trưởng ở bên trong bốn phía trừ linh thảo dị hoa cùng với mấy con thải dương ra thì không có vật khác từng trận cửu thải thần hà kia không ngừng thiểm động chiếu dọi lấy mảnh thổ địa này khiến cho thời khắc đều tràn đầy vẻ mê huyễn không cần nói khỏa thụ lấp lánh ra cửu thải thần âm kia chính là cửu thải linh lung thần thụ rồi cửu thải linh lung thần thụ hào xưng là có thể phân biệt được bất cứ sinh vật nào tốt xấy người cùng thú trường kỳ ở dưới nó tu luyện có thể nhận dược thần quang của nó tẩy lễ khiến người có linh lung tâm có thể biết lòng người có thể phân biệt thiện ác biết được thiên địa hiệu lệnh vạn thụ nó ở trong chín đại xếp hạng thứ hai chỉ thấp hơn đệ nhất bồ đề thần thụ so với bất tử thần thụ cùng với ngô đồng thần thụ xếp hạng đều cao hơn đương nhiên không phải là nói năng lực của nó so với hai loại kia mạnh hơn kỳ thật chín đại thần thụ có thần hiệu riêng cũng không luận xếp hạng trước sau những xếp hạng này chỉ bất quá là người hiểu chuyện án chiếu theo thần uy đối với nhân lại là làm ra xếp hạng mà thôi bởi vì linh lung thần thụ có thể để cho người ta có được linh lung tâm cho nên đối với bất kỳ tu luyện giả nào mà nói, có thể để cho bọn họ ở trên đột phá có trợ giúp cực lớn, cho nên bài danh tương đối cao. Đây là cửu thải linh lung thần thụ, thật là thần kỳ vô cùng, nhưng so với lục ông lão đầu kia dễ nhìn hơn rất nhiều. Lăng Tiếu không khỏi thầm khen ở trong lòng. Hắn cũng không dám có bất kỳ ý niệm không thuần khiết nào trong đầu, bởi vì ở chỗ này tâm tư của hắn tùy thời đều có thể bị người khác nhìn thấu. Tiêu Linh ở một bên cũng là than thở không dứt chỉ có Dương Hải đã là sớm thấy qua, lộ ra bình tĩnh thong dong nhiều lắm, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn thấu ra vài phần mê luyến. Lăng Tiếu nhìn cửu thải linh lung thụ kia, khoảng cách kia nhìn như rất gần, kỳ thật lại là cấp cho hắn một loại khoảng cách thập phần xa xôi, phảng phất tùy thời đều có thể tiếp xúc được, nhưng lại tựa hồ vĩnh viễn cũng tiếp xúc không tới. Sau khi thất thần trong chốc lát, Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đều đi theo Dương Hải, thuận theo chát khắc nhĩ hướng về một gian ốc xa ở phía trước mà đi. Người của Mộc Văn tộc thấy nhân tộc từ bên ngoài đến, đều là lộ ra vẻ tò mò. Mộc văn tộc bọn họ ở trên biểu hiện bên ngoài là cũng các loại nhân tộc khác giống nhau, nhưng mà từng cái thanh văn trên da thịt lại là hiển lộ ra thân phận đặc thù của bọn họ. Vừa đi được một lúc, có vài người cấp tốc lướt tới đây đem đoàn người bọn họ ngăn lại. "Trát nhĩ khắc, là người nào cho ngươi quyền lợi mang những người này tiến vào?" Người đến bất thiện, còn chưa đến liền trực tiếp mở miệng chất vấn rồi. Tổng cộng có 6 người đến, một gã bán thủy thần cùng với năm tên cường giả có thực lực thần vương người vừa mới lên tiếng chất vấn chính là bán thủy thần, có thực lực tương đương với chát nhĩ khắc. Chát nhĩ khắc đáp, bọn họ là khách nhân của khách quý Dương Hải Đại Nhân mang đến cầu kiến tộc trưởng, tộc trưởng đã cho phép tiếp kiến rồi. Dương Hải Đại Nhân, bán thủy thần kia nghi hoặc một tiếng, liền đem ánh mắt chuyển đến trên người Dương Hải, ngay lập tức hắn liền hướng lấy Dương Hải không người xuống một chút nói, nguyên lai là ân nhân của tộc ta, khắc minh thất lễ. Trên khuôn mặt của Dương Hải tràn đầy nụ cười nói, ha ha, ta cho là khắc minh huynh đệ không còn nhớ Dương Hải ta nữa rồi. Làm sao lại như vậy được, nếu là bằng hữu của Dương Hải đại nhân mang đến hẳn là không có cái vấn đề gì, các ngươi vài đi. Chát khắc minh nhìn thoáng qua hai người ở phía sau Dương Hải liền lên tiếng cho đi tiếp. Mấy tên tộc nhân của Mộc Văn Tộc ở phía sau hắn lại luôn mang theo ý cảnh giác, nhưng mà khi ánh mắt của bọn họ dừng lại ở trên người tiêu linh, lại là thoáng qua vài phần kinh ngạc. Chát khắc nhĩ dẫn đám người Dương Hải, đi tới một chỗ ốc xá rộng rãi hình tròn do rất nhiều cành cây thiên nhiên kết thành ốc xá này nhìn đến hết sức mới lạ để lăng tiếu cùng với tiêu linh đều là thở dài mà xem nhìn những cành cây thụ diệp thanh thúy mặc lục thiên nhiên đan sen vào nhau ở chung một chỗ này để người ta cảm thấy là thuận mắt thoải mái như vậy cái ốc xá này chính là phòng ốc để tộc nhân mộc văn tộc ở lại so với ốc xá của những nhân tộc khác xác thật lộ ra mới lạ nhiều lắm bất quá ở trong mắt rất nhiều người nhìn tới đây chính là một cái ổ chim xưng là ốc xá sắc thật là có chút miễn cưỡng. Đây là một văn tộc như cũ đừng lại ở lúc vật chất văn minh thời thượng cổ, cùng với nhận thức của các nhân tộc khác, ở bên ngoài hiển lộ ra lạc hậu phong kiến rất nhiều, rồi, ở bên trong phòng đã có 5 người của một văn tộc ngồi đó, bộ dạng của bọn họ lộ ra vẻ hết sức thương lão, làn da kia cơ hồ cùng với vỏ của thụ mộc giống nhau như đúc, đều nhăn lại với nhau đến hết sức khó coi, kỳ quái hơn chính là tứ chi của bọn hắn lại tựa hồ đã biến hóa thành cành cây, ở trên DS còn mọc ra lá cây. Lăng Tiếu hết sức khiến cho chính mình giữ vững được tâm như trực thủy, nhưng mà nhìn thấy một màn này đều phải bị chấn kinh không dứt. Bọn họ đây nhưng là có dấu hiệu muốn hóa làm thụ mộc a. Lão già ngồi ở tầng trung ánh mắt giống như điện hướng về phía Lăng Tiếu, bắn thẳng mà đến, lập tức lên tiếng nói: người đối với bộ dạng này của chúng ta rất giật mình đúng không? Thần sắc của Lăng Tiếu hơi hơi biến đổi, lập tức cũng không giấu giếm mà gật đầu nói: vâng, Kim tộc hậu bối Lăng Tiếu sơ kiến trừ vị tiền bối Mộc Văn tộc có nhiều chỗ đắc tội còn thỉnh bỏ qua. Lăng Tiếu cũng không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong, rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm thái thong dong của mình đáp. Tiếp đó ánh mắt của lão giả cơ trí kia lại nói, ngươi là vì thủy nguyên thạch của tộc ta mà đến, chuyện này ta đã biết, không cần phải lại nói nữa, chúng ta sẽ không đổi đâu. Không sai, nếu không phải nhìn đến ân nhân của tộc ta mang đến, chúng ta cũng sẽ không tiếp. Di, tiểu nữ oa này cư nhiên có không linh chi tâm. Một vị lão già ở dưới tay lão giả kia lại mở miệng nói, chương 2373, thủ đoạn thần kỳ của Mộc Văn Tộc. 2. Chỉ là lời của hắn mới nói một nửa, ánh mắt quét qua người tiêu linh lập tức phát xuất ra thanh âm kinh ngạc. Còn lại mấy lão giả bên kia, ở trong mắt lập tức bắn ra mấy đạo lục sắc nhãn mang hướng về phái tiêu linh nhìn, qua. Tiêu linh chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng mà nàng lại có thể cảm nhận được bọn họ đều không có ác ý, lập tức mở miệng nói. Mấy vị lão ra ra, các ngươi gọi ta là Linh Nhi được rồi, Tiếp theo tiêu linh lộ ra nụ cười ngây thơ vô tà hỏi, mấy vị lão gia gia thật kỳ quái a, à? trên người các ngươi vì sao lại sinh trưởng ra thụ diệp vậy? Lăng tiếu cùng Dương Hải ở một bên bị lời này của tiêu linh, khiến cho sợ đến không biết làm sao rồi, bọn họ lại không tốt ở trước mặt trách cứ tiêu linh không hiểu chuyện. Rõ ràng ở trước khi tiến vào Mộc Văn Tộc, bọn họ liền hết sức căn dặn, để Tiêu Linh không nên nói ra những lời nói không tôn kính tộc nhân Mộc Văn Tộc, nhưng mà nàng phẳng phất giống như không nhớ tới dặn dò của bọn họ, lại ở trước mặt mấy vị trí tôn thủy thần của Mộc Văn tộc nói ra loại lời này, có thể không để người ta tâm kinh đảm chiến sao? Ai ngờ mấy lão giả kia lại không tức giận, tộc trưởng Mộc Văn tộc ngồi ở thượng thủ lộ ra một nụ cười so, với khóc còn khó coi hơn nói, một nữ oa có không linh chi tâm, ngươi dám nói ra vấn đề mà tất cả nhân tộc đều không dám nói, nếu như là những nhân tộc khác, chúng ta tất nhiều là không tha cho bọn họ, nhưng mà nữ oa người nói ra lại không có nửa điểm khinh bỉ, có chỉ là lòng hiếu kỳ, chúng ta sẽ không trách tội ngươi ngừng một chút hắn lại nhìn dương hải cùng lăng tiếu nói các ngươi có thể đi ra ngoài rồi vị nữ oa này có thể lưu lại bồi chúng ta nói chuyện chát khắc nhĩ đang đứng lập tức đối với dương hải cùng lăng tiếu làm ra một cái động tác mời liền như vậy mà bị mời ra ngoài lăng tiếu buồn bực vô hạn hắn nói như thế nào cũng đường đường là trí tôn dược thần lại hai ba câu nói liền bị người của mộc văn tộc đuổi ra rồi đây quá biệt khuất đi bất tử thụ cùng ngô đồng thụ hai vị lão gia tử thấy ta cũng không có đại bài như vậy a à lăng tiếu ở trong lòng không nói được gì mà thầm nghĩ khi hắn sắp đi ra ngoài phòng lại truyền tới thanh âm của tộc trưởng mộc văn tộc nói tiểu oa nhi của kim tộc dừng bước ngươi gặp qua bất tử thụ cùng ngô đồng thụ lăng tiếu hơi sửng sốt một chút quay đầu đáp tiền bối ngươi đang nói cái gì vậy ngươi không lừa được ta đâu ta có thể nhìn thấu bất luận chuyện gì trong lòng ngươi suy nghĩ vừa mới rồi ngươi nói là đã gặp qua bất tử thụ cùng ngô đồng thụ có đúng không ánh mắt kia của tộc trưởng mộc văn tộc phẳng phất xuyên thủng tâm tư của lăng tiếu nói lúc này những người khác của Mộc Văn tộc đều là lộ ra vẻ động dung. Ha ha, nếu bị tiền bối nhìn thấu rồi, vãn bối cũng không có cái gì mà không thể thừa nhận, không sai, ta xác thật gặp qua hai vị lão gia tử bọn họ. Lăng Tiếu cười cười đáp, kỳ thật hắn vừa mới suy nghĩ chính là vì thử một chút những người của Mộc Văn, tộc này có thật là có thể suy đoán ra tâm sự của hắn hay không, một lần thử này quả nhiên ứng nghiệm rồi, đồng thời cũng để cho mục đích của hắn đạt được. Vậy ngươi cũng lưu lại đi, các ngươi có lẽ đều là người có duyên với tộc ta, đều ngồi xuống đi tộc trưởng mộc văn tộc lên tiếng nói dương hải không nghĩ đến biến hóa này nhanh như vậy hắn lập tức đối với tộc trưởng mộc văn tộc nói đa tạ tộc trưởng cho ngồi đúng lúc này cành cây của ốc xá kia lại chớp động một cái cành cây nhanh chóng kết thành ba chiếc ghế lăng tiếu cùng tiêu linh lại là một lần nữa bị chấn kinh một phen thủ đoạn này của mộc văn tộc đơn giản là để cho người ta vì thế mà chặt lưỡi quả thật là có dị năng hiệu lệnh vạn thụ trò chơi thật hay mấy vị lão ra ra đây là làm sao làm được Tiêu Linh giống như là tính tình trẻ con vỗ tay cười nói. Ha ha, nếu như ngươi ở lại tộc ta, chúng ta cũng có thể cho ngươi biết là như thế nào mà làm được. Một vị thủy lão của Mộc Văn tộc hiền lành cười nói. Tâm ý của vị gia gia này ta tâm lĩnh rồi, ta còn muốn đi tìm gia gia ta, ta cũng có người nhà, không thể ở lại chỗ này của các ngươi. Tiêu Linh rất là trực tiếp mà cự tuyệt nói. Tiếp theo lại nói, nếu như các ngươi đổi thủy nguyên thạch cho lăng tiếu ca ca, ta liền lưu lại một đoạn thời gian thì như thế nào? Ha ha, ta biết nha đầu ngươi là thuyết khách của kim tộc tiểu oa nhi này, nhưng mà thủy nguyên thạch cũng là căn bản của tộc ta, đây là không thể đổi đấy. Một gã lão giả khác của kim tộc cười đáp. Nhìn ra được những lão giả của mộc văn tộc ở chỗ này đều đối với tiêu linh, hết sức yên tâm, đều là có lời liền nói thẳng ra. Lăng tiếu cũng là vui mừng vì hắn không ngại ngàn dặm đem tiêu linh mang tới đây, bằng không ngay cả tư cách nói chuyện chỉ sợ cũng không có. Tiêu linh lộ ra vài phần thất vọng, tiếp theo nhìn về phía lăng tiếu nói, Lăng Tiếu ca ca, mấy vị lão gia gia này đã nói rồi, thủy nguyên thạch của bọn họ là không thể đổi, chúng ta đừng miễn cưỡng bọn họ, chúng ta đây liền cáo từ đi." Vừa nói, đồng thời Tiêu Linh đã đứng lên, "Thế muốn rời đi?" Lăng Tiếu có chút không rõ, hắn vừa mới nghĩ biện pháp để chính mình lưu lại, bây giờ Tiêu Linh lại trực tiếp nói ra muốn rời đi như vậy. Đang ở lúc hắn không giải thích được, Tiêu Linh còn hết sức cười khẽ mà trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, tựa như truyền lại ám hiệu gì đó. Lăng Tiếu cũng đứng lên nói, như vậy lăng tiếu liền làm phiền rồi dương hải chúng ta đi thôi lúc này mấy lão nhân của mộc văn tộc đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cũng là không nghĩ tới chuyện lại sẽ có biến hóa thế này vốn quyền chủ động đã là nắm ở trong tay bọn họ nhưng mà lại là bị tiêu linh một cái bất ngờ không kịp ra tay đánh loạn rồi tộc trưởng mộc văn tộc lập tức lên tiếng giữ lại nói cho dù giao dịch không được thủy nguyên thạch ba vị cũng có thể lưu lại ở tộc ta chơi mấy ngày tộc ta còn có không ít thần vật mộc thuộc tính có thể trao đổi với các ngươi Tiêu Linh đối với tộc trưởng Mộc Văn tộc rất là hữu lễ nói, đa tạ lão gia gia hậu ái, nhưng mà Lăng Tiếu ca ca ta gấp rút tìm thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, không tiện ở lâu, còn thỉnh bỏ qua rồi. Lăng Tiếu cũng thuận theo lời này của Tiêu Linh mà nói, đúng vậy a, à. lúc trước ta đi vào trong niết bàn không gian gặp được Ngô Đồng lão gia tử, thủy nguyên thạch hòa thuộc tính của ta chính là từ chỗ của lão lấy được, vốn dĩ vì thế mà đi đến quý tộc có thể lấy ra một chút thần vật của lão nhân gia Ngô Đồng, giao dịch với các ngươi, xem ra các ngươi cũng nhìn không thuận mắt rồi chúng ta liền cáo từ. Chương 2374, tìm kiếm cửu thải linh lung thụ, 1. Bất kể là một văn tộc có cần thần tài của Ngô Đồng thụ hay không, nhưng mà Lăng Tiếu lại trước đem Ngô Đồng thụ mang ra rồi lại nói, đó nhưng là một trong chín đại thần thụ a, à, chỉ có như thế hắn mới có tư cách cùng bọn họ ngang hàng mà đàm phán, nhìn bọn họ có thật không thể trao đổi thủy nguyên thạch hay không. Kỳ thật các ngươi muốn đổi thủy nguyên thạch cũng không phải là không thể được, việc này chúng ta cũng không làm chủ được. Nếu các ngươi thông qua khảo nghiệm, chiếm được tán thành của thần thụ, các ngươi có thể giao dịch thủy nguyên thạch với tộc ta rồi. Tộc trưởng Mộc Văn Tộc phải lui bước mà nói. Sau khi biết tiêu linh là không linh chi thể, Mộc Văn Tộc bọn họ kỳ thật đã có động tác chú ý đến nàng rồi, mà lại biết lăng tiếu cư nhiên đã gặp, qua hai đại thần thụ khác lại càng để cho bọn họ động tâm không thôi. Bọn họ xác thật không muốn kết thúc giao đàm lúc này với thiên long cùng lăng tiếu. Liễu am hoa minh hữu nhất thôn, cùng đường thì lại xuất hiện hy vọng, lăng tiếu một mức lo lắng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trong tộc giao phó, không nghĩ đến mộc văn tộc lại đột nhiên lên tiếng nguyện ý giao dịch thủy nguyên thạch rồi chỉ cần lê tiếng liền đầy đủ rồi sợ nhất sẽ là người khác sống chết cũng không nguyện ý trao đổi bọn họ cũng không cách nào cường đoạt a à, không biết cần điều kiện gì mới có thể chỉ cần chúng ta làm được nhất định hết sức thỏa mãn các ngươi lăng tiếu bất động thanh sắc hỏi tộc trưởng mộc văn tộc cũng là không nói vòng vo trực tiếp nói nói ra rất đơn giản nhưng mà muốn làm được chỉ sợ không dễ dàng Ngừng một chút hắn mới nói, các ngươi chỉ cần tìm được cửu thải linh lung thần thụ, chỉ cần nó nguyện ý vì các ngươi cung cấp thủy nguyên thạch, tộc ta sẽ không có bất kỳ ý kiến gì đấy. Tìm cửu thải linh lung thần thụ, nó không phải là ở chỗ này sao? Dương Hải một mực ít lên tiếng không nhịn được mà hỏi một tiếng. Tộc trưởng Mộc Văn tộc lại là vuốt vuốt dầu dài nói, nhìn như gần ngay trước mắt, thật thì xa tận chân trời, đây phải xem tạo hóa của các ngươi. Ngừng một chút hắn lại nói, như thế nào? Các ngươi có muốn thủ một lần hay không? thử liền thử, đây có cái gì à, ta nhưng là ngay cả bất tử thụ cùng ngô đồng, thụ hai vị lão gia tử đều đã gặp qua, ta cũng không tin cửu thải linh lung thần thụ không chịu gặp ta. Lăng tiếu sảng khoái đáp ứng. Tiêu linh ở một bên cũng nói, ta cũng muốn cùng thần thụ tiếp xúc một chút. Tốt, chỉ cần các ngươi có thể tìm được cửu thải linh lung thần thụ, nhận được tán thành của nó, liền thay tộc ta làm một chuyện, thủy nguyên thạch có thể miễn phí để cho các ngươi mang đi. Tộc trưởng Mộc Văn Tộc hào sảng mà đáp. Lăng Tiếu nhìn dáng vẻ khẩn cấp của tộc trưởng Mộc Văn tộc, không khỏi cảm thấy tựa như chúng kế khích tướng rồi. Tộc trưởng Mộc Văn tộc nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, tựa như biết hắn có nghi hoặc, lập tức lại nói: "Tiểu oa nhi của Kim tộc ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi mạo hiểm, chỉ bất quá là để các ngươi thay tộc nhân ta mang theo một câu nói đến Cửu Thải Linh Lung thụ mà thôi." Lúc này Lăng Tiếu, Tiêu Linh cùng với Dương Hải lại càng không giải thích được rồi. Bất quá tộc trưởng Mộc Văn tộc cũng không có giải thích mà là đợi Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đáp ứng rồi lại nói, chỉ là mang theo câu hỏi mà thôi, không có vấn đề. Lăng Tiếu đáp ứng, "Xuống. Người nói không tính, nữ oa này nói mới tính." Tộc trưởng Mộc Văn tộc không coi trọng Lăng Tiếu, ngược lại là rất coi trọng Tiêu Linh. Lúc trước hắn sở dĩ muốn đơn độc lưu lại Tiêu Linh chính là bởi vì Tiêu Linh có không linh chi tâm, là người có khả năng đến gần cửu thải linh lung thụ nhất. Lăng Tiếu tuy nói đã gặp qua bất tử thụ cùng Ngô Đồng thụ, nhưng mà bọn họ lại không phải là rất coi trọng hắn. Tiêu Linh tự nhiên là gật đầu xác nhận, chỉ cần có thể giúp Lăng Tiếu, nàng sẽ không chỉ hoãn đấy. Tốt, bất kể các ngươi là người nào tìm được cửu thải Linh Lung Thụ, nhớ kỹ nói với nó, có phải là đã bỏ quên con dân của nó rồi hay không? Chỉ cần mang theo câu nói này đến, Mộc Văn Tộc chúng ta tất có thủ lao trọng hậu. Các ngươi cũng sẽ là khách quý của Mộc Văn Tộc chúng ta, nếu như tìm không được, vậy các ngươi liền trở về đi thôi, liền không lại đến Mộc Văn Tộc chúng ta. Tộc trưởng Mộc Văn Tộc nói. Tốt, nhất ngôn vi định. Lăng Tiếu đáp ứng nói ngay lập tức tộc trưởng Mộc Văn tộc để chát khắc nhĩ dẫn Lăng Tiếu, Tiêu Linh cùng với Dương Hải ra khỏi ốc xá, trở lại trên phương thảo trước kia. Cửu thải linh lung thần thụ kia như cũ ở không xa lấp lánh thần quang, trận trận thần hà kia cho người ta một loại cảm giác say mê nhàn tĩnh. Trác Khắc Nhĩ lên tiếng nói, cửu thải linh lung thần thụ là ở chỗ này, các ngươi đi qua đi, nếu có thể nói chuyện với nó, coi như là các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản như vậy, lăng tiếu ca ca chúng ta liền đi qua đi. Tiêu Linh hưng phấn mà kêu lên. Chát nhĩ khắc đối với tiêu linh lộ ra nụ cười khó gặp, tiểu cô nương, thần thụ dù ở trước mắt, nhưng mà ngươi nhất định cần phải dụng tâm mới có thể tìm được nó, vận mệnh của tộc ta chính là ở trên người ngươi rồi. Sau khi lăng tiếu nghe xong lại càng trở nên nghi hoặc không giải thích được, lục nhãn đồng của hắn tụm mục hướng về phía cửu thải linh lung thần thụ kia nhìn lại, nhưng mà vẫn không phát hiện ra có chỗ dị thường nào a. À. Sau khi chát nhĩ khắc rời đi, lăng tiếu mới đối với Dương Hải hỏi, lão Dương, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Hải buông buông tay cười khổ nói, trung thực mà nói ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ bọn họ sẽ không lừa chúng ta. Được rồi, chúng ta đi qua đi, xem một chút thần thụ này rốt cuộc có chỗ gì kỳ diệu. Lăng Tiếu nói, ngay lập tức hắn liền dẫn đầu mang theo Tiêu Linh cùng với Dương Hải, hướng về phương hướng kia đi qua. Mắt thấy cửu thải linh lung thần thụ kia liền ở không xa, dựa vào cước trình của bọn họ không tới một khắc trung hẳn là có thể đi tới rồi, nhưng mà chuyện kỳ quái phát sinh. Bọn họ đã đi qua nửa cái thời thần như cũ cùng cửu thải linh lung thần thụ kia có một đoạn cự ly, bọn họ thật giống như một mực đều đứng nguyên tại chỗ, đều chưa từng đi tới gần cửu thải linh lung thần thụ kia. Ba người lăng tiếu bắt đầu phát hiện khác lạ của nơi này, đều là bắt đầu trở nên có chút cấp bách lên. Lăng tiếu ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao cũng không đến gần được nó. Tiêu linh hết sức không hiểu hỏi. Lăng tiếu cười khổ một cái lắc lắc đầu nói, ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, có thể khoảng cách ở trước mắt nhìn đến dù gần, nhưng mà trên thực tế nó lại cách chúng ta rất xa, chúng ta trực tiếp thử phi hành đi qua một lần. Nói xong hắn kéo lấy tay của Tiêu Linh liền hướng phía trước gia tốc bay qua. Chương 2375, tìm kiếm Cửu thải linh lung thụ, 2. Dương Hải cũng lập tức theo sát ở phía sau mà đi. Chớp mắt lại là hai cái thời thần qua đi, bọn họ như cũ ở trên thảo nguyên này nhanh chóng bay đi, Cửu thải linh lung thần thụ kia, như cũ ở chỗ không xa phát tán ra trận trận thần hà. Xem ra thật là có cổ quái không thể cứ tiếp tục như vậy được. Lăng Tiếu dừng lại hạ súng nói, Phong chủ phải nghĩ biện pháp khác, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Dương Hải nhăn nhẹ lông mày một chút nói, lúc này bọn họ đã rời xa địa bàn của Mộc Văn tộc rồi, nếu là tiếp tục phi hành cũng không biết là đi đến nơi nào. Lăng Tiếu ca ca, vừa mới rồi ba bá kia không phải nói nói dụng tâm cảm ngộ một chút sao? Chúng ta cũng có thể thử một lần đấy. Tiêu Linh đề nghị nói, người nói cũng không sai chúng ta có lẽ đã bị mê hoặc dụng tâm đi cảm thụ cửu thải linh lung thần thụ một chút có lẽ thật có thể đủ tìm được sự hiện hữu của nó lăng tiếu gật đầu đáp nói xong ba người đều là nhắm mắt lại bắt đầu lợi dụng thần niệm quét lấy hết thảy ở bốn phía này cảm thụ tồn tại của cửu thải linh lung thần thụ chỉ là lăng tiếu lại là phát hiện chỗ này chỗ này vẫn giống như nhìn bằng mắt thường thảo địa hoa tùng tiểu linh vật đều tồn tại liền ngay cả cửu thải linh lung thần thụ cũng ở đây cũng không có phát hiện ra chỗ dị thường nào nếu như có lục lão ở đây mà nói cũng không cần cố hết sức như thế lão nhất định có thể giúp ta cảm ứng được lăng tiếu mở bừng mắt lẩm bẩm nói lúc này hắn ngoảnh mặt nhìn lại lại phát hiện tiêu linh trước đó ở bên cạnh hắn đã không thấy bóng dáng rồi chỉ có dương hải còn ở nguyên chỗ này thần sắc của lăng tiếu trong nháy mắt đại biến lập tức đối với dương hải quát lên lão dương linh nhi đi đâu rồi dương hải nhìn đông nhìn tây một cái sau đó gấp gáp đáp vừa vừa mới rồi còn ở chỗ này làm sao đột nhiên liền biến mất rồi lăng tiếu trong nháy mắt giận dữ chẳng lẽ là những tên mộc văn tộc kia làm trò quỷ dương hải lập tức khoát tay nói không sẽ không bọn họ luôn luôn tâm tính ngay thẳng sẽ không làm những thứ âm mưu quỷ kế này dương hải nhưng là sợ lăng tiếu phát khởi cuồng phong bão vũ đó nhưng là phiền toái rồi ở chỗ này nhưng là địa bàn của mộc văn tộc cho dù lăng tiếu lại lợi hại hơn nữa cùng đừng mong ở chỗ này xính cường đây nhưng là đối với dương hải hắn mà nói cũng không muốn lăng tiếu cùng Mộc văn tộc phát sinh cái xung đột gì a à. nếu như không phải là bọn họ còn có ai có thể vô thanh vô tức ở trước mặt chúng ta đem người bắt đi nhất định là bọn họ nhìn chúng không linh chi thể của linh nhi mới làm như vậy không được ta nhất định phải đi tìm bọn họ đòi người lăng tiếu hết sức tức tối mà nói hắn đã sớm phát hiện ra mộc văn tộc đối với tiêu linh có cách nhìn khác bọn họ nói lên yêu cầu như vậy nhất định là vì mê hoặc ánh mắt của hắn vì thể đem tiêu linh bắt đi đang ở lúc lăng tiếu muốn trở về bên phía mộc văn tộc dương hải ngăn ở trước người hắn nói phong chủ đừng gấp đây nhất định là hiểu lầm đấy hiểu lầm cái gì ở đây rõ ràng là có âm mưu bằng không làm sao sẽ phát sinh ra chuyện như vậy được mộc văn tộc bọn họ là muốn để cho chúng ta tìm cửu thải linh lung thần thụ nhưng mà bọn họ vốn cùng cửu thải linh lung thần thụ một mực ở chung một chỗ không thể nào không biết sự hiện hữu của nó càng không cần chúng ta mang theo lời này đây tuyệt đối là một cái bẫy lăng tiếu phẫn nộ quát tiếp theo hắn đối với dương hải nói lão dương người tránh ra, bằng không đừng trách ta trở mặt không nhận người. Quan ái của Lăng Tiếu đối với Tiêu Linh liền như thân muội muội của mình, tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện gì, cho nên mới tức tối như thế. Dương Hải cũng không có tránh ra, mà là tiếp tục nói, phong chủ, ngươi phải tin tưởng ta, mộc văn tộc tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, chúng ta trở về cùng bọn họ hào hào nói một chút, nếu như Linh Nhi tiểu thư có chuyện gì, Dương Hải ta nguyện ý đền mạng cho nàng. Dương Hải hiểu rõ người của mộc văn tộc, nói đến chém đinh chặt sắt, vẻ mặt lăng tiếu âm trầm cũng không tiện nói với dương hải cái gì bởi vì dương hải nói đến phân thượng này có thể chứng minh dương hải đối với mộc văn tộc là hoàn toàn tín nhiệm đây để cho hắn cảm thấy có chút khó chịu người đi theo mình lại tín nhiệm người khác vô điều kiện mà không phải là đứng về phía hắn xác thật là để người khó có thể tiếp nhận được lăng tiếu nhìn dương hải một cái thật sâu liền muốn quay trở lại mộc văn tộc hỏi một cái minh bạch lúc này dương hải lại tiếp tục nói phong chủ người suy nghĩ một chút lấy thực lực của ta và ngươi coi như là cao cấp trí tôn thủy thần ở chỗ này đều đừng nghĩ vô thanh vô tức mà đem linh nhi tiểu thư mang đi mà không để cho chúng ta một điểm phát hiện cũng không có không có đạo lý này a à. Ngươi muốn nói cái gì lăng tiếu nhíu lông mày một chút nói hắn lãnh tĩnh lại ngược lại cũng cảm thấy dương hải phân tích có chút đạo lý dựa vào lực cảm ứng của hắn xác thật là người so với hắn cao giai hơn đều đừng nghĩ dễ dàng đem người ở bên cạnh hắn mang đi a à. ta ta là cảm thấy có thể là cửu thải linh lung thụ kia làm ra chuyện như vậy hay không đây dương hải thấp thỏm mà suy đoán nói cửu thải linh lung thần thụ lăng tiếu hướng về phía cửu thải linh lung thật thụ nhìn qua lẩm bẩm nói đúng vậy a à, nếu như không phải là nó còn có ai có thể làm đến vô thanh vô tức mà đem linh nhi tiểu thư bắt đi được dương hải lập tức đáp dương hải nhìn lăng tiếu trong mắt nhiều thêm vài phần chờ đợi hắn thật lòng hy vọng lăng tiếu không nên đổ tội cho mộc văn tộc a lăng tiếu nghĩ một chút sâu xa nói có lẽ người nói đúng chỗ này có cổ quái linh nhi có thể thật bị cửu thải linh lung thụ bắt đi rồi có lẽ nàng đã nhìn thấy cửu thải linh lung thụ cũng nói không chừng suy nghĩ cẩn thận một điểm này lăng tiếu cảm thấy trách nhầm dương hải rồi lập tức mang theo áy náy nói xin lỗi lão dương vừa mới rồi là ta có chút lo lắng trách nhầm ngươi rồi biết sai có thể sửa đây là một trong những ưu điểm của lăng tiếu cho dù là đối đãi với tùy tùng của mình lăng tiếu cũng sẽ không đem sai liền cho thành đúng để bọn họ vô duyên cớ bị ủy khuất. Dương Hải liên tục khoát tay nói, phong chủ cũng là quan tâm tới Linh Nhi tiểu thư mà thôi, đây không có cái gì. Như vậy đi, ngươi đi về trước cùng Mộc Văn tộc câu thông việc này một chút, cho dù không phải là bọn họ làm cũng không thoát khỏi quan hệ, ta ở chỗ này tìm xem, thật sự không được lại trở về hội hợp. Lăng Tiếu nói, Dương Hải cũng biết lời này của Lăng Tiếu nói không sai, Mộc Văn tộc khẳng định là biết chuyện gì xảy ra. Chương 2376, tai nạn của cửu thải linh lung. 1 hắn gật gật đầu đối với lăng tiếu an ủi một tiếng phong chủ yên tâm đi linh nhi tiểu thư hẳn là không có chuyện gì đâu nói xong hắn mới lập tức hướng con đường trở về mà bay nhanh chẳng lẽ thật là cửu thải linh lung thụ đem linh nhi mang đi rồi lăng tiếu dừng ở nguyên chỗ nhìn cửu thải linh lung thụ ở không xa mà lâm vào trong trầm tư thần niệm của hắn càng không ngừng quét đi nhưng mà như cũ không có bất kỳ phát hiện nào hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại một lát sau mở ra cũng là không nhìn thấy tiêu linh xuất hiện làm sao đây? Chẳng lẽ thật trở về tình người của một văn tộc tính sổ hay sao? Lăng tiếu lộ ra có chút gấp gáp nói. Bỗng dưng hắn tựa như nghĩ tới điều gì, vỗ ót một cái, tiếp theo kinh hô, đúng a, à. ta dù không có lục lão đi theo nhưng mà còn có một phần ba trái tim, tin tưởng nó hẳn là cảm ứng được tồn tại của cửu thải linh lung thụ đấy. Ngay lập tức hắn lấy ra một phần ba bất tử chi tâm kia, đem nó cẩn thận cầm trong tay, hắn vận chuyển lực lượng mộc thuộc tính của hắn cùng nó khẩn mật liên hệ ở chung một chỗ. Lăng Tiếu sở dĩ có thuần mộc thuộc tính chi thể toàn bộ, bởi vì hắn từng cùng Lục Ông là một thể, hắn đã ở trong bất chi bất giác lây dính một cỗ bất tử chi khí nồng đậm rồi. Khi lực lượng mộc thuộc tính của Lăng Tiếu cùng với bất tử chi tâm kia cộng minh, chuyện kỳ dị liền phát sinh. Chỉ thấy một phần ba bất tử chi tâm kia hóa thành một đoàn năng lượng lặng lẽ, mà nhập vào vị trí tâm tạng của hắn biến mất không thấy. Sau khi Lăng Tiếu cảm ứng đến thì đã chậm, một cỗ bất tử chi khi mênh mông tinh thuần bắt đầu từ vị trí tâm tạng của hắn tràn ra, đem tất cả cơ năng toàn thân hắn đều tư nhuận lên, sinh cơ mênh mông bừng bừng kia dị thường khổng lồ, khiến cho Lăng Tiếu đều cảm thấy hồn nhiên thư sướng hẳn lên. Ta lại đem lực lượng của bất tử chi tâm hấp thu, bây giờ nhưng không có đồ vậy trao đổi với Mộc Văn tộc rồi. Lăng Tiếu không nhịn được nhẹ thở dài. Một phần ba bất tử, chi tâm đối với người bình thường mà nói còn có thần hiệu tăng lên lực lượng, nhưng mà Lăng Tiếu là chí tôn thủy thần, lực lượng cần hấp thu cực kỳ khổng lồ, mà lúc lục ông cho hắn cái bất tử chi tâm này còn chỉ là thập giai, ngay cả thập nhất giai đều chưa đạt tới, lực lượng kia đối với Lăng Tiếu mà nói tự nhiên không tính là quá khổng lồ. Thần hiệu của nó chú trọng ở trên lực lượng bất tử mà thôi. Ngày sau Lăng Tiếu cho dù bị diệt đến thân thể không còn da thịt, thần hồn cũng bị bạo chết, chỉ cần có một tia huyết nhục tồn tại hắn vẫn có thể dựa vào cỗ bất tử chi khí này một lần nữa ngưng tụ thân thể, trọng sinh lại. Đây mới chính là chỗ thần hiệu của bất tử chi tâm, tương đương với cho Lăng Tiếu một lần cơ hội bất tử. Khi Lăng Tiếu đem lực lượng của Bất Tử Chi Tâm kia hoàn toàn tiêu hóa, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ lực lượng không hiểu hàng lâm đến trên người hắn, tựa hồ là bị lực lượng nào đó dẫn dắt để hắn giống như tiến vào không gian trận, hoặc là giống như tiến vào vực môn, sau một khắc liền thân ở một cái địa phương khác. Chỉ thấy ở chung quanh hắn đều là từng cỗ hoang lương chi khí đánh đến, rất nhiều âm phong tràn ngập rít lên, thảo tùng trên mặt đất đã biến thành một mảnh tử tịch, rất nhiều loạn thạch bụi trần bốc lên, giống như là một mảnh tử địa. Đây là đâu? Lăng Tiếu hết sức không hiểu mà tự hỏi. Đột nhiên hắn thấy được, ở phái trước lại có một đạo bóng hình xinh đẹp, đó không phải là Tiêu Linh thì là ai? Linh Nhi! Lăng Tiếu kinh kêu lên. Ngay lập tức hắn liền hướng tới phương hướng Tiêu Linh lướt qua. Lăng Tiếu ca ca người cũng đến rồi. Tiêu Linh quay đầu nhìn Lăng Tiếu lập tức kinh hỉ kêu lên. Ừ, ngươi là thế nào đi đến chỗ này? Lăng Tiếu thấy được Tiêu Linh liền an tâm, liền thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ là nhắm mắt lại muốn nhìn đến cửu thải linh lung thụ, sau đó liền xuất hiện ở chỗ này, ta không thấy lăng tiếu ca ca liền cảm thấy có chút sợ. Tiêu Linh đến bên cạnh lăng tiếu nói. Nguyên lai like là như thế. Lăng tiếu đáp một tiếng, liền bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Hắn phát hiện phiến tử tịch chi địa này, trừ hoang lương vô cùng ra lại không có sinh cơ gì, nhưng là ở phía trên chỗ này lại là lấp lánh từng đoàn cửu thải thần hà. Trừ cái này ra, ở giữa cửu thải thần hà lại có một đoàn ô vân hòa trộn ở bên trong, tựa hồ đang cùng với cửu thải thần hà kia đối kình, mà Ô Vân kia đã chiếm cứ Thượng Phong rồi, Cửu thải thần hà kia thì tựa như là đang đau khổ duy trì, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị đoàn Ô Vân này hoàn toàn cắn nuốt sạch. Lăng Tiếu ca ca, ta cảm giác được ta là bị người gọi đến chỗ này, nhưng mà ta đi tới chỗ này lại không thấy người nọ xuất hiện, thật là kỳ quái. Tiêu Linh ôm cánh tay của Lăng Tiếu nhỏ giọng nói. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu cũng không nói gì, hắn đã cảm ứng được một chút đầu mối, chỗ này chỉ sợ có liên quan đến Cửu thải linh lung thụ, bởi vì hắn hấp thu bất tử chi tâm. Có một chút cảm ứng giữa bất tử với các thần thụ khác. Cảm ứng kia ở chỗ này hiển lộ ra dị thường kịch liệt rõ ràng. Cửu thải linh lung thụ ngươi nhất định là ở chỗ này đi." Lăng Tiếu nhìn lên không gian quỷ dị ở chỗ này một chút mà hét lên hỏi. Lời của Lăng Tiếu ở chỗ này hồi đãng, nhưng mà lại không nhận được trả lời. Tiêu Linh cũng là mở mắt ra nhìn chung quanh, mắt to kia càng không ngừng lưu chuyển mang theo thập phần khẩn trương cùng mong đợi. Chẳng lẽ cảm ứng của ta sai rồi?" Lăng Tiếu có chút hoài nghi nói bỗng dưng từ phía trên hắn bắn nhanh xuống một đạo cửu thải thần hà. Lăng Tiếu đem Tiêu Linh bảo hộ ở phía sau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào một đạo cửu thiên thần hà kia. Chỉ thấy cửu thiên thần hà kia hội tụ thành một đạo nhân ảnh, dần dần hiển hóa thành rõ ràng. Đây rõ ràng là một mỹ phụ thân mặc cửu thải hà y, ngũ quan cùng dáng người của nàng vô cùng giống nhân loại, chỉ là tứ chi kia của nàng lại có rất nhiều cành cây rễ cây, hiển nhiên là một đạo thụ nhân. Lăng Tiếu minh xác mà khẳng định, đây hẳn là thụ linh của cửu thải linh lung thụ rồi ngươi hẳn chính là cửu thải linh lung thụ lăng tiếu hỏi cửu thải linh lung kia mang theo vẻ phức tạp nhìn thoáng qua lăng tiếu cùng tiêu linh cuối cùng ánh mắt nhưng ngừng lại ở trên người lăng tiếu lên tiếng nói nhân loại làm sao ngươi lại có bất tử chi khí nồng đậm như thế lăng tiếu trực tiếp đáp đó là bởi vì ta gặp qua bất tử thụ lão còn ở trong thức hải của ta uẩn dưỡng một đoạn thời gian đôi mỹ mâu kia của cửu thải linh lung thẳng tập đến nội tâm của lăng tiếu trên khuôn mặt kia ngay lập tức biến hao mấy cái mới than thở nói xem ra bất tử lão gia hỏa kia còn thật sống chung với ngươi, bất quá lão có thể đem một phần ba bất tử, chi tâm giao cho ngươi thật sự là đại cơ duyên của ngươi. Chương 2377, tai nạn của cửu thải linh lung. 2. Ha ha, ta cùng bất tử thụ là bạn vong niên rồi. Lăng Tiếu cười đáp một tiếng, tiếp theo hắn hướng cửu thải linh lung nói, kỳ thật chúng ta đến lần này. Lời của hắn còn chưa nói xong, cửu thải linh lung liền đánh gãy lời nói của hắn mà nói, Ngươi không cần nói, ta cũng rõ ràng, các ngươi cần thủy nguyên thạch đúng không?" Lăng Tiếu cười khổng một cái, buông buông tay nói, "Đúng vậy." Cửu thải Linh Lung này còn thật là có thần uy của Linh Lung, ngay cả lời còn chưa nói lại đã bị nó xuyên thủng rồi, ở trước mặt nó hắn thật sự là một điểm bí mật cũng không có rồi. "Thủy nguyên thạch là có, nhưng mà ta lại không thể cho ngươi." Cửu thải Linh Lung trực tiếp cực tuyệt nói, "Chẳng lẽ không thương lượng được sao?" Lăng Tiếu hết sức buồn bực mà hỏi, "Có thể thương lượng?" chỗ mấu chốt là ngươi không đủ tư cách, thực lực của ngươi quá yếu. Nếu không phải là ngươi có lực lượng của bất tử chi tâm cảm ứng được chỗ này, ngươi vĩnh viễn không thể nào đi tới thế giới của ta, mà nữ hải có không linh chi thể kia thực lực cũng quá yếu, thật sự là đáng tiếc. Cửu thải linh lung lộ ra vài phần buồn bã nói, đừng thấy ta thực lực không tốt, nhưng mà khi làm việc tuyệt đối không hàm hồ, nói đi, muốn có điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được tất sẽ thay ngươi đi làm. Lăng tiếu vỗ ngực hỏi. Tiêu Linh ở một bên giúp đỡ nói, đúng a, à. lăng tiếu ca ca của ta nhưng là lợi hại, nhưng đừng xem thường hắn a. À. Cửu thải linh lung ngẩng đầu lên, chi chỉ một mảnh ô vân kia ở phía trên nói, thấy những thứ màu đen kia không? Chúng nó là phệ thiên hoàng, thực vật trên thế gian này không có gì là chúng nó không cắn nuốt được, cho dù là thần thụ có thụ linh, như chúng ta vẫn là không ngăn được chúng nó cắn nuốt, không cần bao lâu nữa ta sẽ bị chúng nó cắn nuốt hết, nếu như ngươi có thể giúp ta diệt trừ chúng nó. Vậy lấy một khối thủy nguyên thạch cho ngươi cũng không có gì, Đáng tiếc bây giờ ta cần phải dựa vào thủy nguyên thạch duy trì sinh mệnh của ta. Thiếu một khói đối với ta mà nói liền ít đi một phần lực lượng duy trì, ta tùy thời đều có thể chống đỡ không được. Phệ thiên hoàng, lăng tiếu lộ ra vài phần động dung kinh hô. Đây nhưng là một loại viễn cổ thú trùng trong truyền thuyết, ở thời kỳ viễn cổ nghe nói đã bị diệt tuyệt rồi, không nghĩ đến lại còn tồn tại. Chúng nó là quần cư thú trùng, số lượng kia là không phải là lớn bình thường, mà là vô cùng khổng lồ, bình thường đều sẽ là hơn trăm vạn hơn ngàn vạn kết bầy xuất động ở trên lịch sử có ghi nhiều nhất từng xuất hiện qua trên trăm ức vệ thiên hoàng không tới một tháng liền trực tiếp đem tất cả linh vật của một cái cổ sơn mạch hoàn toàn cắn nuốt sạch kể từ lúc đó tất cả mọi người đối với vệ thiên hoàng này là nói đến liền biến sắc chúng nó dù là đối với thực vật cảm thấy hứng thú nhất nhưng mà chỗ chúng nó đi đến cho dù là chỗ có nhân loại cư ngụ đều không chịu nổi loại tai nạn này bởi vì chúng nó ngay cả người đều có thể trực tiếp cắn nuốt bởi vì tính nguy hại của phệ thiên hoàng này thực sự quá lớn nếu là tùy ý để cho chúng nó không ngừng lớn mạnh sinh sôi tiếp chỉ sợ bên trong thiên vực tuyệt đối sẽ không còn tồn tại bất cứ sinh vật trùng tộc nào cho nên viễn cổ trí tôn thủy thần liền cùng rất nhiều thú tộc liên hợp chung một chỗ đối với những phệ thiên hoàng này tiến hành một lần quét sạch vây giết cũng là một lần được xưng là diệt hoàng chiến dịch đó mới đem phệ thiên hoàng kia diệt tuyệt sạch không để cho chúng nó tiếp tục sống sót nguy hại đến thế gian không ngờ lăng tiếu cùng với cửu thải linh lung Lần đầu gặp mặt lại là nghe thấy loại hoang trùng đã tuyệt tích này, cả người đều không khỏi có chút dựng tóc gáy lên. Như thế nào? Có phải là sợ rồi hay không? Tin tưởng ngươi cũng không có dũng khí đi gọi nhịp với chúng nó." Cửu Thải Linh lung lộ ra vài phần tịch lạc nói. "Nó bị Phệ Thiên Hoàng này đã hành hạ không biết bao nhiêu năm, nếu không phải thần lực của nó vô biên, thật sớm đã bị cắn nuốt rồi." "Ha ha, sợ? Bổn cung chưa từng sợ qua cái gì, không phải là Phệ Thiên Hoàng thôi sao? Ta đi giúp ngươi diệt chúng nó." lăng tiếu bình tĩnh trở lại lộ ra một nụ cười nói đừng thể hiện ngươi nếu như biết vệ thiên hoàng liền nên rõ ràng sự kinh khủng của chúng nó cho dù nhân loại cường đại hơn ngươi bọn họ cũng không dám đi trêu chọc liền dựa vào thực lực bây giờ của ngươi càng đừng mong đi làm được gì chúng nó đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi cửu thải linh lung nói ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng ta ngươi đã biết rõ sắp không trụ được rồi sao không để ta giúp ngươi một chút chứ ngươi nên rõ ràng ta không có nói lời giả dối ta là chân tâm thật ý muốn giúp ngươi một tay đấy Lăng Tiếu hết sức chân thành mà nói. Cửu Thải Linh Lung có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, có thể khẳng định được những lời này của hắn là thật hay giả. Phệ Thiên Hoàng dù là kinh khủng nhưng mà chúng nó đã từng bị diệt sát qua, đây liền chứng tỏ chúng nó cũng có nhược điểm, chỉ cần bắt được cái nhược điểm này chúng nó đều là nhất định sẽ bị tiêu diệt đấy. Cửu Thải Linh Lung xác thật cảm nhận được cường đại cùng tự tin cùng với ý chân thành trong lời nói kia của Lăng Tiếu, đây cũng là để cho nó không rõ Lăng Tiếu là lấy tự tin từ chỗ nào ngươi nói một chút xem, ngươi dùng cái biện pháp gì giúp ta, nếu như ngươi có thể nói ra một cái biện pháp, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cửu thải linh lung có chút dao động mà nói. Lăng tiếu cười nhạt một chút, bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt ở trong lòng bàn tay hắn phù động nhảy lên. Phệ thiên hoàng cho dù có lợi hại đi nữa, nhưng mà chúng nó cũng chịu không nổi hỏa công của ta đúng không? Lăng tiếu cười mỉm nói. Cửu thải linh lung kia cười to nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không rõ chúng nó số lượng cực kỳ kinh người sao? những thứ đang cắn nuốt thụ thân của ta nhưng không chỉ là mười vạn hoặc mấy chục vạn mà là mấy ngàn vạn phệ thiên hoàng cho dù là lại đến vài nhân loại giống như ngươi đều lợi dụng hỏa công cũng đừng mong có thể giúp được ta cuối cùng chỉ sợ còn luân lạc đến kết cục bị chúng nó cắn nuốt mà chết thôi mấy ngàn vạn lăng tiếu trong nháy mắt mở to hai mắt mà kinh hô hắn còn thật không nghĩ đến lại sẽ có số lượng nhiều như vậy mà cửu thải linh lung này lại có năng lực đem chúng nó ngăn cản mà không bị lập tức cắn nuốt hết không sai nếu không phải ta có Cửu thải thần hà tích lũy trăm vạn năm đem chúng nó cách tuyệt, ra, ta đã là sớm bị chúng nó cắn nuốt rồi, chúng nó thực sự quá kinh khủng." Cửu thải linh lung than thở nói. Lăng Tiếu trầm tư một chút hỏi, "Chúng nó liền ở phía trên sao? Ta như thế nào cảm giác được dường như cách chúng rất xa. Chương 2378, ta nhất định có thể giúp được nó đấy. Vốn cách các ngươi rất xa, ở trên một cái lục địa không gian khác của vực ngoại, các ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ bất quá là một cái thụ căn trong Cửu thải linh lung." ở chỗ này mà thôi. Cửu thải linh lung đáp. Lăng tiếu triệt để không nói được gì rồi, hóa ra bọn họ là ở trong một gốc cây của cửu thải linh lung, thật sự là không cách nào tưởng tượng được. Mà cửu thải linh lung lại không có ở trong thiên vực này, mà là đang ở trên lục địa không gian của một cái vực ngoại khác, khó trách bọn họ một mực cảm giác được nó cách bọn họ rất gần. Nhưng mà trên thực tế lại là, vô cùng xa xôi, bất kể đuổi theo như thế nào cũng đuổi không kịp. Hết thảy căn nguyên nguyên lai like là như vậy. Xem ra một văn tộc một mực hộ thủ, cũng chỉ là một cái thụ căn của cửu thải linh lung, nhưng mà lại cũng để cho bọn họ lây nhiễm linh lung chi khí, để bọn họ có dị năng không giống nhau. Về phần cửu thải linh lung, sở dĩ không dễ cho người của mộc văn tộc trợ giúp chắc hẳn chính là người của mộc văn tộc đều là mộc thuộc tính, bọn họ căn bản không giúp được nó, ngược lại để bọn họ đều đi chịu chết. Bởi vì phệ thiên hoàng đối với lực lượng mộc thuộc tính cơ hồ là miễn dịch, hơn nữa còn sẽ đối với tộc nhân của mộc văn tộc lây nhiễm mộc khí càng thêm cảm thấy hứng thú, ngay cả bọn họ cũng sẽ tiêu diệt. Mấy ngàn vạn vệ thiên hoàng thật sự là phiền toái lớn a." À? Lăng Tiếu than thở nói, "Biết là tốt, được rồi, các ngươi đã đến chỗ này, liền đưa cho các ngươi một chút cơ duyên xem như hồi lễ đi." Cửu thải linh lung cũng không muốn tiếp tục tham khảo, nói một tiếng, liền đối với Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh truyền tống ra một vòng cửu thải thần quang. Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh chỉ cảm thấy có một loại lực lượng không hiểu ra thân, để cho bọn họ có một loại cảm giác không nói nên lời. Nhất là Tiêu Linh, trên người nàng lại bắn ra cửu thải lực lượng cường đại, cả người nhẹ bay lên ở chỗ tâm tạng càng không ngừng hấp thu lực lượng thần bí không linh chi thể quả nhiên là phù hợp nhất với linh lung chi khí của ta ngày sau hải tử ngươi sẽ có thần năng thiết phá nhân tâm nhìn ngươi có thể tiếp tục giữ vững một khỏa không linh chi tâm cửu thải linh lung nói xong thân ảnh của nó bắt đầu trở nên đạm bạc tựa hồ muốn biến mất ở chỗ này ngài trước đừng đi những lão gia ra kia có lời để ta nói với ngươi bọn họ nói ngươi có phải là đã quên con dân bọn họ rồi hay không Tiêu Linh nhớ tới giao phó của tộc nhân Mộc Văn tộc, đối với Cửu Thải Linh Lung nói: "Nhớ hay không nhớ lại có cái gì khác biệt đâu, bọn họ quá mức chấp nhất rồi, một mực bảo thủ, thế cho nên thân thể đều phát sinh dị biến, nếu không phải bây giờ tự thân ta khó bảo toàn, ta còn có thể giúp bọn họ một phen, đáng tiếc." Cửu Thải Linh Lung than thở nói: "Cửu Thải Linh Lung trước đừng đi, ta nên làm như thế nào mới có thể tìm được ngươi, ta có biện pháp có thể giúp ngươi đấy." Lăng Tiếu bình tĩnh lại kinh hô, Thân thể của Cửu Thải Linh Lung đã là sắp biến mất, nghe lời này của Lăng Tiếu nó còn là lần nữa phát xuất một điểm lực lượng, hướng về phía Lăng Tiếu lại bắn ra một điểm năng lượng đi qua nói, "Đây là linh lung diệp của ta, nếu như ngươi thật có biện pháp, chờ ngươi đến vực ngoại nó sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi tìm được ta, nhớ kỹ, thời gian của ta đã không nhiều lắm rồi, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trăm năm, ngươi thật muốn giúp, ta liền nhanh hết sức đi." Thuận theo lời của nó nói xong, Cửu Thải Linh Lung đã biến mất ở trước mắt bọn họ mà vị trí của lăng tiếu cùng tiêu linh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, bọn họ lại một lần nữa trở lại trên thảo nguyên, như cũ nhìn thấy một quả thần thụ phát tán ra cửu thải thần hạ ở không xa. Nó hẳn chính là thụ căn kia biến thành, mà đây chẳng qua là một cái ảnh chiếu chân thực của cửu thải linh lung thụ mà thôi, nó cũng không tồn tại ở trên phiến địa thổ này. Lăng tiếu chỉ cảm thấy hết thảy vừa mới phát sinh là không chân thật như vậy, hắn nắm linh lung diệp ở trong tay mới cảm thấy hết thảy đây, đều là thật thật tại tại mà phát sinh. Lăng tiếu ca, ca linh lung thụ kia thật đáng thương chúng ta nhất định phải giúp nó một chút tiêu linh lắc lắc cánh tay của lăng tiếu lộ ra vẻ cầu khẩn nói lăng tiếu lộ ra vẻ kiên định gật gật đầu nói yên tâm đi ta nhất định có thể giúp được nó đấy vì thủy nguyên thạch lăng tiếu coi như là lên trời xuống đất cũng phải nghĩ biện pháp mà đi làm huống chi trong lòng hắn đã có một cái kế hoạch chỉ cần hắn đi chuẩn bị một chút lại chạy tới vực ngoại nhất định có thể giúp cửu thải linh lung thụ một tay đấy liền ở lúc này dương hải dẫn theo tộc trưởng của mộc văn tộc cùng với mấy tên trí tôn thủy thần khác chạy tới đây. Phong chủ, linh nhí tiểu thư, các ngươi đều không có chuyện gì đi. Dương Hải ở không xa liền kinh hô hỏi. Chúng ta không có chuyện gì. Lăng tiếu đáp. Lúc này người của Mộc Văn, tộc nhìn lăng tiếu cùng tiêu linh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tộc trưởng Mộc Văn tộc kia lại càng trực tiếp hỏi, các ngươi nhất định là gặp thần thụ rồi có đúng không? Bằng không trên người các ngươi không thể nào có được linh lung chi khí. Lăng tiếu cùng tiêu linh đều là gật gật đầu, biểu thị ra thừa nhận mấy lão nhân mục văn tộc ở trước mắt này có được linh lung chi khí đều là không kém cho dù bọn họ không nói mấy người này cũng có thể cảm ứng được biến hóa trong nội tâm của bọn họ biết được sự tình đại khái bất quá lăng tiếu đột nhiên cảm thấy hắn thật giống như có thể cảm ứng được đến năng lực tâm linh cảm ứng mà mấy người này hướng tới hắn tựa hồ chỉ cần hắn muốn tránh qua những lực lượng cảm ứng này đều có thể làm được đồng thời hắn cũng phát hiện hắn có năng lực đồng loại chỉ bất quá không có cường đại như bọn họ mà thôi tỉ như hắn nhìn về phía dương hải xác thật có thể phát hiện ra tâm tư lo lắng chân thành kia của Dương Hải, cùng với cảm thụ vui vẻ của Dương Hải khi hai người bọn hắn không có chuyện gì. Hết thảy cảm giác này để cho hắn cảm thấy dị thường kỳ diệu. Tiêu Linh ở một bên lên tiếng nói, mấy vị lão gia gia, bây giờ tình huống của Linh Lung thần thụ có chút không tốt, nó tạm thời không cách nào liên hệ với các ngươi, các ngươi đừng trách nó. Chúng ta làm sao lại trách nó chứ, nó là thần linh của chúng ta, chúng ta cam nguyện vì nó mà hiến dâng hết thảy. Mấy vị lão nhân của Mộc Văn tộc đều là lộ ra vẻ thành tâm nói, Tiếp theo tộc trưởng của một văn tộc khẩn trưởng hỏi, ngươi vừa mới nói tình huống của nó không tốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho các ngươi biết cũng không giúp được cái gì, nó đã để cho lăng tiếu ca ca giúp nó. Các ngươi liền an tâm đợi đi, lăng tiếu ca ca sẽ thay nó giải quyết phiền toái. Đến lúc đó nó lại sẽ một lần nữa trở về bên cạnh các ngươi. Tiêu Linh hết sức nghiêm túc mà nói. Chương 2379, thuyết phục đi đến vực ngoại. Một, Mấy vị lão nhân của một văn tộc đều là nhìn lăng tiếu, mà lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng. Bọn họ thật sự không nghĩ ra cửu thải linh lung thụ nhưng là thần thụ là bọn họ kính ngưỡng, là thần thụ mà một văn tộc bọn họ lấy đó sinh tồn. Làm sao đột nhiên muốn một ngoại nhân đến thay nó giải quyết phiền toái đây? Nhưng mà bọn họ lại có thể cảm nhận được lời này của tiêu linh một điểm cũng không giống như nói dối. Lăng tiếu vuốt vuốt linh lung diệp trong tay nói, nó xác thật gặp phải một chút phiền toái. Những phiền toái này vừa lúc chỉ có ta có thể giúp được nó, cho nên nó liền ủy thác cho ta lăng tiếu có linh lung diệp ở trong tay mấy vị lão nhân của mộc văn tộc là triệt để tin tưởng lời nói của lăng tiếu cùng tiêu linh ánh mắt của bọn họ nhìn hai người đều là hữu hảo nhiệt tình hơn nhiều lắm nếu như tiểu hữu có thể thay thần thụ giải quyết phiền toái người chính là ân nhân của toàn tộc mộc văn tộc chúng ta đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ nghe theo bất kỳ chỉ thị nào của tiểu hữu tộc trưởng mộc văn tộc hết sức trịnh trọng mà nói ở trong mắt của hắn cửu thải linh lung là chỗ dựa của bọn hắn lăng tiếu có thể giúp được nó chính là giúp bọn họ lão nói như vậy xác thật là ở trong tình lý Ngài khách khí rồi ta cũng bất quá là vì thủy nguyên thạch mà thôi lăng tiếu khiêm tốn mà đáp một tiếng ngay lập tức mấy vị lão nhân mộc văn tộc này liền thỉnh mời lăng tiếu cùng tiêu linh lại trở về chỗ cư ngụ của bọn họ cũng cho người đưa lên thụ nhũ chấp thượng đẳng để cho bọn họ dùng để uống mấy vị lão nhân của mộc văn tộc lại càng gọi lên đại biểu của tộc nhân bọn họ tới giới thiếu bọn họ cho lăng tiếu cùng tiêu linh nhận thức đây tương đương với lăng tiếu cùng tiêu linh đã đạt được hữu nghị của mộc văn tộc phần hữu nghị này lại càng vượt qua một điểm giao tình kia của dương hải cùng mộc văn tộc để dương hải ở một bên nhìn đến vô cùng hâm mộ a à. cuối cùng ở dưới thỉnh mời của bọn họ lăng tiếu cùng tiêu linh liền lưu lại chỗ này mấy ngày kiến thức một chút các loại tập tục phòng tình của mộc văn tộc bọn họ cũng cùng bọn họ giao dịch một chút đồ dùng cần thiết hàng ngày cùng thần vật lăng tiếu cùng tiêu linh đều có linh lung chi khí có thể cùng bất kỳ người nào của mộc văn tộc nói chuyện vui vẻ đây lại tăng thêm thế lực đồng minh cường đại của lăng tiếu ở bên trong thiên vực. Ba người lăng tiếu ở lại mộc văn tộc mấy ngày, liền đề xuất cáo từ. Bọn họ ở lại chỗ này đã là không dùng được nữa, không bằng sớm một ngày giải quyết khó khăn của cửu thải linh lung, thu được thủy nguyên thạch mới là trọng yếu nhất. Lúc đám người lăng tiếu rời đi, tộc trưởng mộc văn tộc tự mình đem bọn họ đưa đến ngoài tộc, đủ thấy trọng thị của bọn họ đối với đám người lăng tiếu rồi. Đám người lăng tiếu coi như là hài lòng mà về, dù là không có được thủy nguyên thạch nhưng mà biết được hạ lạc của nó, cũng là có một đường hy vọng còn nữa bọn họ từ bên trong mộc văn tộc cũng trao đổi được không ít thần vật mộc thuộc tính đây cũng là một bút thu hoạch về phần thu hoạch lớn nhất chính là tiêu linh không linh chi thể của nàng cùng với cửu thải linh lung thụ có cảm giác thân cận bẩm sinh linh lung chi khí nhận được càng tốt để nàng đã có được linh lung chi tâm có thể nhận biết được tâm tư người khác càng cường đại có được năng lực ý thức vượt mức quy định lăng tiếu cũng giống với nàng là nhận được linh lung chi khí chỉ là đáng tiếc hắn đã là trước tiên bị lực lượng của bất tử thụ chi tâm chiếm lấy tâm tạng rồi linh lung chi khí kia không thể hấp thu được một phần ba chỉ có thể phán đoán ra ý niệm thiện ác của người khác mà thôi đương nhiên gặp phải những võ giả có thực lực bình thường hắn cũng có thể đem tâm tư của đối phương đoán ra được một hai đây coi như là đã thu hoạch vô cùng không tệ rồi lăng tiếu mang theo tiêu linh cùng dương hải cấp tốc chạy về thiên long môn phục mệnh lăng tiếu biết muốn có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính phải chạy tới vực ngoại một chuyến rồi hành trình vực ngoại hung hiểm vô cùng hắn phải trước tiên chuẩn bị thật đầy đủ hiểu rõ càng nhiều tình huống của vực ngoại lại làm ra hành động lúc ở trên đường lăng tiếu tìm hỏi tiêu linh có hay không muốn trở về tiêu gia cô nàng kia lại là nhớ tới chuyện của gia gia nàng tính toán ở lại bên trong thiên long địa vực tìm hạ lạc của gia gia lăng tiếu hứa hẹn với tiêu linh đợi đến trở lại thiên long môn lợi dụng thiên long môn cùng lực hiệu triệu của trí tôn dược thần hắn tuyên bố tin tức ở các nơi trên thiên long địa vực tìm kiếm hạ lạc của kiều phong vì thế thay tiêu linh tìm được kiều phong hoàn thành tâm nguyện của nàng tiêu linh nghe lời nói của lăng tiếu lộ ra rất vui vẻ còn thừa dịp lăng tiếu không chú ý len lén hôn lên hai má của lăng tiếu một chút để sắc mặt của lăng tiếu đều hồng lên đây tuyệt đối không phải là xấu hổ mà là cảm thấy tiêu linh này hôn rất là thuần khiết không có những tạp niệm khác mà ý nghĩ không chính đáng của hắn lại là bị tiêu linh phát hiện ra tiêu linh nói một câu lăng tiếu ca ca ngươi có phải muốn để cho linh nhi hôn nhiều mấy cái hay không a à? Vẻ mặt của Lăng Tiếu Hồng lên, ho nhẹ nói, "Linh Nhi muốn đi đâu?" "Lăng Tiếu ca ca đừng xấu hổ, Linh Nhi kỳ thật cũng rất muốn hôn ngươi, chỉ sợ Lăng Tiếu ca ca tức giận." Tiêu Linh nháy đôi mắt to nói. Lời này vừa ra, Lăng Tiếu thiếu chút từ trên lưng quỷ hồn ngã xuống. Hắn phát thệ luôn luôn chỉ đem Tiêu Linh thành muội muội để đối đãi, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ sai trái nào a. À. Tiêu Linh nói như vậy lại càng để cho hắn không có đất dung thân, thật giống như hắn là phạm nhân lừa gạt thiếu nữ a. À cuối cùng khiến cho lăng tiếu không thể không tự mình phi hành không dám cùng tiêu linh cùng ngồi trên tọa kỵ cảm giác bị nhìn xuyên tâm tư thật sự là quá không được tự nhiên rồi dương hải vốn ở không xa cười trộm nhưng là bị mấy câu nói của tiêu linh nói ra lời ở trong lòng hắn cũng là thần sắc đại biến lập tức chắp tay cầu xin tha thứ hơn nữa rời xa nhà đầu tiêu linh này tiêu linh ngồi ở trên quỷ hồn vui vẻ phát ra từng trận tiếng cười ngân linh ở vực ngoài này quấy động không ngừng lúc đám người lăng tiếu chạy trở về thiên long môn lăng tiếu đầu tiên là để cho thường hạo hữu thay hắn làm chuyện tìm kiếm kiều phong tiêu linh thì là ở lại trên phong bồi tiếp mẹ hắn cùng nữ nhân của hắn mà hắn thì là lập tức phản hồi bên trong tộc đi hồi báo thu hoạch được trong chuyến đi mộc văn tộc tin tức lăng tiếu trở về đã là đầu tiên truyền tới trong tộc rồi lúc hắn vừa hạ xuống lăng bác đã là để người gọi hắn đến nghị sự đường lúc lăng tiếu đi tới nghị sự đường chỗ này đã ngồi đầy thủy lão của kim tộc từng người đều là mang theo vẻ chờ đợi nhìn lăng tiếu Hy vọng Lăng Tiếu có thể mang đến tin tức tốt cho bọn họ. Chương 2380, thuyết phục đi đến vực ngoại. Hai. Lăng Tiếu quét mắt nhìn bọn họ một cái, lắc đầu nhẹ thở dài nói, "Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không cho đổi được thủy nguyên thạch. Nhất thời tất cả thủy lão của Kim tộc đều là phát ra một đạo thanh âm than thở nặng nề, trên khuôn mặt đều là vẻ thất vọng vô cùng. Mỗi một khối thủy nguyên thạch đều là thần vật trọng yếu nhất của các đại thế lực, nếu như không dư thừa thì người nào cũng sẽ không lấy ra giao dịch." lăng bắc thở dài nói lăng khâu cũng ở một bên ói không sai xem ra muốn tụ tập chính đại thủy nguyên thạch thật sự là quá khó có thể làm được ta xem không bằng chúng ta trực tiếp đến huyền linh đại lục đi đem lão tổ tông cứu ra khi thật lấy thần lực của lão tổ tông hắn muốn thoát khỏi khốn cảnh tuyệt đối là dễ dàng hắn sở dĩ không thoát than chính là bởi vì không muốn hủy đi huyền linh đại lục nơi đó nhưng là tổ địa của chúng ta tâm tư hoài niệm kia của lão tổ tông không phải là chúng ta có thể lý giải đấy Lăng bác lại nói, người ở tràng đều là vẻ mặt mất hết nhuệ khí, rất hiển nhiên là đối với lòng tin thu thập đủ loại thủy nguyên thạch đã là dao động rồi. Lúc này Lăng Tiếu vội vàng nói, mặc dù không giao dịch được thủy nguyên thạch nhưng mà ta biết chỗ nào có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính rồi, chỉ bất quá chuyện này có chút khó khăn, phải tự mình ta đi làm mới được. Lời này của hắn vừa dứt, mọi người liền cùng nhau hướng về phía hắn nhìn lại, đều là dâng lên vẻ kích động. Lời này là thực sự? Lăng bác hỏi. Lăng Tiếu gật gật đầu nói thực sự, nhưng mà ta phải tự mình đi vực ngoại một chuyến. Cái này không được, thực lực bây giờ của ngươi còn yếu, đến vực ngoại còn không đủ để tự vệ, việc này ngươi có thể giao cho bất luận kẻ nào ở trong chúng ta đi làm, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm." Lăng Khâu lập tức bắt đầu ngăn cản nói. Những người khác đều là liên tục phụ họa, đều kiến nghị Lăng Tiếu không nên vọng động, việc này nên giao cho người ở trong bọn họ đi làm thì tốt hơn. Bởi vì thân phận của Lăng Tiếu đã là nay không giống xưa rồi, tuyệt đối không thể dễ dàng đi mạo hiểm hắn nhưng không chỉ là trí tôn dược thần duy nhất của kim tộc cùng thiên long môn hắn còn là trí tôn dược thần duy nhất bên trong thiên long địa vực kể từ sau khi hắn trở thành trí tôn dược thần thiên long môn bên kia đã không lại có bất kỳ thanh âm tranh đấu nào nữa càng không có bất kỳ thanh âm phản đối kim tộc bọn họ nắm quyền có thể nói là một mảnh hài hòa a à. mặt khác bên ngoài thiên long môn còn có rất nhiều người muốn gia nhập vào lại càng không thiếu thần vương thậm chí là bán thủy thần bọn họ đều là vì danh đầu của lăng tiếu mà đến trong vài năm ngắn ngủi thanh uy của thiên long môn bọn họ đã là lần nữa tăng lên gấp đôi thực lực lại tăng lên một bậc ở bên trong thiên long địa vực cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào mà đuổi kịp bóng lưng rồi lăng tiếu sớm đoán được cục diện sẽ là như vậy lập tức bất động thanh sắc nói chuyện này có liên quan đến cửu thải linh lung thụ chỉ cần ta có thể hao fn thành nhiệm vụ mà nó hạ đạt thì có thể lấy được thủy nguyên thạch mộc thuộc tính trừ ta tự mình đi hoàn thành ra các ngươi ai đi cũng không có tác dụng trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở chàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều không nghĩ đến việc này lại còn có một tầng quan hệ này ở bên trong. Từng người bọn họ đều là trở nên do dự, bọn họ đều muốn thay Lăng Tiếu đi vực ngoại tìm kiếm, nhưng mà lại cùng Cửu Thải Linh Lung nhắc lên quan hệ, bọn họ liền không có biện pháp rồi. Lăng Tiếu sở dĩ không đem nguy cơ của Cửu Thải Linh Lung thụ nói ra, hoàn toàn là bởi vì Phệ Thiên Hoàng quá kinh khủng. Nếu như bọn họ nghe được hắn là vì diệt Phệ Thiên Hoàng mà đi, bọn họ tuyệt đối là cực lực ngăn cản tuyệt đối không cho phép hắn đi ra mạo hiểm đấy sinh mệnh của lão tổ tông cố nhiên trọng yếu nhưng mà tầm quan trọng của lăng tiếu hắn đã không kém với lão tổ tông rồi các vị trưởng lão kỳ thật các ngươi không cần lo lắng thực lực của ta có thể các ngươi còn chưa đủ rõ ràng hôm nay ta liền để cho các ngươi xem sự cường đại của ta trừ cao cấp trí tôn ra không người nào có thể làm gì được lăng tiếu ta lăng tiếu để cho bọn họ an tâm sau khi nói một tiếng liền đem thần hồn phân thân triệu hoán ra chân thân cùng phân thân của hắn đồng thời thả ra khí tức khiến cho bên trong nghị sự đường này đều bị chấn đến lắc lư lên. Mấy người nhìn phân thân của Lăng Tiếu đều là nhất tề kinh hô, trung cấp chí tôn thủy thần. Bọn họ một mực đều biết Lăng Tiếu có huyết nhục thần hồn, nhưng mà lại không phải, là mỗi người đều rõ ràng thực lực của huyết nhục thần hồn nguyên lai còn ở, trên chân thân lại đã đạt tới tầng thứ trung cấp chí tôn thủy thần rồi. Lần này ta cũng không chỉ là một người rời đi, ta sẽ mang theo Long Ngũ cùng với tọa kỵ quỷ hồn ta mới thu chúng nó đều có thực lực thập nhất giai trung cấp, tin tưởng cho dù gặp gỡ cao cấp trí tôn, hoặc là một chút khó khăn khác đều có thể vượt qua được, thỉnh tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão cho phép ta đi vực ngoại một chuyến. Lăng tiếu hết sức nghiêm túc mà nói, thực lực mà lăng tiếu, triển hiện ra đã là xa xa vượt qua không ít người ở trong chàng rồi, thần sắc bọn họ có mừng rỡ, có hâm mộ, có phức tạp, bọn họ đều là tồn tại sống vài vạn năm rồi, mới miễn cưỡng đạt tới tu vi hôm nay, nhưng mà lăng tiếu lúc này mới bao nhiêu đã đạt tới độ cao của bọn họ rồi thậm chí là vượt qua bọn họ hơn nữa còn có lĩnh vực khác hơn xa bọn họ đơn giản là để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng đến hắn tột cùng là làm sao làm được a à, người ở chàng còn có thể nói cái gì đây lấy thực lực như vậy của lăng tiếu sông pha vực ngoại so với bất luận kẻ nào ở chàng trong bọn hắn đều phải có tự tin nhiều lắm bởi vì hắn còn có một con chân long thần thú thập nhất giai trung cấp hộ vệ được rồi, nếu Tiếu Nhi tự tin như thế, chúng ta đây liền thương nghị một chút đi, có phải hay không liền do hắn đi vực ngoại một chuyến." Lăng Bác vui mừng mà cười nói. Lăng Tiếu cũng không có bởi vì thành tựu cao, mà tuyển chọn ở chỗ này làm thái thượng thủy lão hưởng thụ cảm giác đứng trên vạn người, ngược lại chủ động yêu cầu đi làm những chuyện tình nguy hiểm này, phần tâm tính này xác thật là cường giả mới có thể có, cũng khó trách hắn trẻ tuổi như thế liền bước đến một bước này, thành tựu của hắn tuyệt không phải là ngẫu nhiên a." À. Lăng bác vừa mới dứt lời, mấy vị trưởng lão cũng là liên tục đồng ý. Hội nghị kết thúc, Lăng bác để đại bộ phận người thối lui, chỉ để lại Lăng Khâu cùng Lăng Tiếu. Hắn còn có một chút lời muốn nói với Lăng Tiếu. Chương 2381, chuẩn bị đi tới vực ngoại. Một, Tiếu Nhi, người đã muốn xông pha vực ngoại, chúng ta liền nói với ngươi một chút tình huống của vực ngoại, tránh cho ngươi sau khi đến vực ngoại đi sai đường liền khó có thể lại quay đầu rồi. Lăng bác nói. Lăng Khâu cũng ở một bên nói, không sai vực ngoại họa phúc đan sen, nhưng mà đại bộ phận mọi người là họa nhiều hơn phúc, đây hết thảy đều phải xem tạo hóa của cá nhân ngươi nữa. Lăng tiếu đối với hai người cung kính mà đáp, ta cũng muốn nghe một chút tình huống về vực ngoại, còn thỉnh tộc trưởng cùng đại trưởng lão báo cho. Hai người đối với thái độ này của lăng tiếu đều là vui vẻ từ đáy lòng. Không kiêu ngạo không nóng nảy, cái tính cách này mới là tâm tính thành đại sự. Cho nên lăng bác cùng lăng khâu liền phân biệt hướng lăng tiếu, nói ra một chút tình huống đại khái của vực ngoại. Bọn họ bắt đầu nói một chút chuyện cùng, với những thứ trước kia hắn nghe được từ chỗ Dương Hải đều không sai biệt lắm, các loại không gian quỷ dị tầng tầng không ra, các loại sinh vật nhiều không kể xiết. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu rốt cuộc là nghe được một ít tin tức hữu dụng. Đó chính là sau khi vực ngoại trải qua vô số tiền bối xông qua, rốt cuộc là được tiền nhân làm ra bốn con đường vực ngoại có thể đi, phân biệt là Đông, Nam, Tây, Bắc Tứ Đại Vực Lộ. Bốn cái vực lộ này đều là con đường mà rất nhiều trí tôn thủy thần từng đi qua, mỗi một chỗ không gian chi địa đều là do bọn họ lục soát qua, các loại nguy hiểm đã là hạ xuống thấp nhất có thể cung cấp hậu nhân ven theo bốn phương hướng này tiếp tục sông lên khai thác ra vực lộ mới phát hiện vực ngoại thần vật mới mặt khác từng có rất nhiều nhân loại tộc trùng cường đại ở trên thiên vực đã là hướng ra ngoài thiên vực phát triển ồi bọn họ tìm được lục địa không gian sinh tồn mới đem nó chiếm làm lãnh địa đem cả tộc đều rời qua đó các thế hệ định cư ở chỗ này phát triển thành đất sinh tồn mới trong đó rực nhân tộc ở trên thiên long Địa vực chính là một trong những chủng tộc đại biểu cho loại này, bọn họ đã sớm ở vực ngoại tìm được không gian lục địa thích hợp cho bọn họ sinh tồn phát triển, cho nên bọn họ ở lại bên trong thiên vực chỉ có một bộ phận nhỏ tộc nhân, mà thôi, đại bộ phận người đã là đến vực ngoại không gian rồi. Đương nhiên trừ dực nhân tộc ra, nghe nói ma hổ tộc của thiên hồ địa vực cũng sớm đoạt lấy vực ngoại không gian, còn có một ít trí tôn thủy thần sớm ở thời kỳ thượng cổ đã lưu ở bên ngoài, bọn họ cũng có đất cắm dễ, có một chút địa phương khá hơn cũng không phải là chỉ một tộc nhân chiếm cứ, mà là do rất nhiều trí tôn thủy thần, từ viễn cổ cho tới thượng cổ rời qua đó ở, bọn họ trải qua vô số năm sinh sôi đời sau, cũng khiến cho những lục địa không gian kia nhân khí cực vượng, cường giả rất nhiều, bọn họ đã sớm không được tính là người của thiên vực nữa, mà là được người của thiên vực xưng là vực ngoại chi dân. Bọn họ sở dĩ tuyển chọn, ở vực ngoại sinh tồn tự nhiên là ở vực ngoại phát hiện ra điều kiện tốt hơn, bên trong thiên vực mới lưu lại còn nữa cũng có rất nhiều trí tôn thủy thần từng vì tránh né cừu ra mới chạy trốn ra ngoài vực ngoại vạn bất đắc dĩ mới sống cuộc sống ở vực ngoại tóm lại người có các loại ý nghĩ đều có thuận theo rất nhiều không gian lục địa bị phát hiện người sinh hoạt ở vực ngoại cũng càng ngày càng nhiều trên con đường vực ngoại ở bốn cái phương hướng liền có rất nhiều lục địa không gian có danh tiếng tồn tại của những lục địa không gian này cũng để cho trí tôn thủy thần ở bên trong thiên vực sông ra vực ngoại có một nơi có thể nghỉ ngơi bằng không một mực ở vực ngoại không giới hạn lên đường con đường tịch mịch kia thủy chung sẽ để cho người ta điên cuồng mà chết lăng bác cùng với lăng khâu đối với lăng tiếu là dặn dò tỉ mỉ đến vực ngoại trừ đi làm nhiệm vụ mà cửu thải linh lung hạ đạt ra tuyệt đối phải điệu thấp làm việc hết sức cần tránh khỏi các loại dụ hoặc tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm đi làm những chuyện tình nguy hiểm kia bởi vì trước kia có rất rất nhiều trí tôn thủy thần chính là không chịu nổi những hấp dẫn này muốn đi tranh đoạt những thứ trí tôn thần tài xuất hiện kia mới dẫn đến kết cục vẫn lạc lăng tiếu đem lời của bọn họ âm thầm ghi nhớ ở trong lòng cũng hiểu được chuyến đi này của hắn chắc hẳn vô cùng gian nan phải cần làm nhiều thêm một chút chuẩn bị lại đi tới vực ngoại mới được tiền nhân của tộc ta chạy hướng thiên vực không ít rất nhiều thủy lão đạt tới trung cấp hoặc cao cấp trở lên cũng không nghĩ sống ở trong thiên vực mà là chạy tới vực ngoại tìm kiếm cơ duyên vẫn lạc hơn phân nửa người có non nửa người lạc ở vực ngoại không trở về chỉ có số ít thủy lão trở về bọn họ cũng không muốn lại xông vào vực ngoại nữa bằng không có thể để bọn họ đi dẫn đường cho ngươi lăng bác nhẹ thở dài nói đúng vậy a à, vực ngoại hung hiểm vô cùng cũng là con đường tranh bá của trí tôn thủy thần trên trí tôn thần bảng kia đại bộ phận nhân vật kỳ thật đã sớm đi đến vực ngoại cho nên ngươi vạn sự cần phải cẩn thận mặt khác ngươi phải chú ý tới ma hổ tộc dực nhân tộc thực nhân tộc những chủng tộc hung hãn này bọn họ nhưng là lực đoạt giả của vực ngoại một khi bọn họ phát hiện ra thần vật gì bọn họ tổng sẽ muốn đoạt nó mà ngươi thân là người của kim tộc chúng ta càng phải cẩn thận hơn nữa Người của tộc ta từng cùng bọn họ phát sinh qua không ít chiến đấu, có thể nói bọn họ là địch nhân của chúng ta, người một thân một mình lên đường tuyệt đối không thể hành sự không suy nghĩ. Lăng Khâu cũng ở một bên giao phó nói. Lăng Tiếu gật gật đầu nói, tộc trưởng, đại trưởng lão các ngươi cứ việc yên tâm, chuyến này ta nhất định có thể thuận lợi mà về đấy. Vậy thì tốt, ta bây giờ mang ngươi đi tộc phổ chi địa nhìn một chút, có rất nhiều tiền bối tộc ta lưu lạc ở vực ngoại, nếu như ngươi có thể gặp được bọn họ, bọn họ có lẽ có thể giúp ngươi một tay, cũng hy vọng ngươi và bọn họ cùng nhau trở về. Lăng Bác nói. Ngay lập tức hắn cùng Lăng Khâu mang theo Lăng Tiếu đến kim tộc cấm địa. Cấm địa này nhưng là có cấm chế cách tuyệt do mấy tên trí tôn thủy thần bày ra, không phải địch hệ thủy lão trọng yếu trong tộc thì không thể tiến vào. Ở bên trong là một cái toàn tộc tộc phổ chi địa, do đỉnh cấp chấn tộc cổ thần khí kim long đàn chấn áp. Nơi đó có thần bia giống như phong thần, bảng phát tán ra từng trận kim quang cường đại trói mắt, một cỗ long khí tôn quý ở trên đó liễu nhiễu không ngừng, trên đó còn khắc lên từng cái danh tự có thực lực thần vương trở lên ở bên trong tộc dõi mắt nhìn lên chỉ thấy chi chít số lượng lộ ra vô cùng nhiều mà ở trên đỉnh cao nhất rõ ràng lưu lại chính là đại danh của lăng gia lão tổ tông lăng hồng vũ